ngày 17 tây tháng 8 năm 2024. Clip này là 315. Tại núi Thiên Long Sơn. Bữa nay nhiệt độ rất là tốt, khoảng 22 độ. Nghĩa là ở này cũng cỡ như ta 73 74 độ. Khí hậu kali rất là tốt. Không có nóng cũng không có lạnh. Hôm nay thì mình nói cũng nói quá nhiều rồi. Nước Việt Nam sẽ có một cái bài thơ gì đó. Miền Bắc thì bị gì đó. Rồi Bắc Trung Nam như rắn mắt đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu. Sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Thì trong những tuần kế tiếp, dùng cái chữ tuần thì sẽ có một cái trận chiến do Trung Cộng khởi tấn công nước Việt ba miền. Thì bển hiện giờ bữa giờ cũng nói vụ này hoài, giờ nói lần cuối luôn á, cái này chắc tới kỳ cuối cùng luôn rồi. Anytime có nghĩa là Mỹ, nó gọi là Mỹ là anytime, Việt Nam gọi là bất kỳ lúc nào. Thì bây giờ con thấy trên mạng á chuyển quân quá trời đó, thì cũng y như lời cho phụ nói, thiên tử xuống trần nói đâu chúng đó, chỉ thương nước Việt nói tiếng Việt cho người Việt để mà lo thôi. Mua gạo, mua mì gói về quê, mua mớ thuốc men vậy đó chuẩn bị, chứ đừng mai mốt mà nói sao không ai báo cho mình biết. Nó có báo rồi cũng lơ nữa, người bây giờ bận rộn dữ lắm, cứ lo chuyện của hành của tỏi chứ không có lo chuyện sanh tử nữa. Chuyện sanh tử là chuyện nhỏ, tại vì cái mạng sống của người Việt bây giờ người ta không có trân trọng, còn cái mạng sống của con chó ở Mỹ này nó còn quý hơn cái mạng sống của dân Việt. Đây mấy con nuôi chó đi, nó mà bệnh cái thôi lăn xăng hết trơn á, bận rộn điên cuồng, dẫn đi chích ngừa chích thuốc, chở đi bác sĩ, mỗi ngày phải đè họng nó xuống cho nó uống thuốc. Còn Việt Nam mình hả, chết đem nhà thương, không có tiền dục ra, không có tiền hối lộ cho y tá bác sĩ, không thèm ngó bệnh, máu đổ trước mặt cũng không thèm ngó. Cho nên cái value, cái sinh mạng của người Việt Nam không có quý bằng cái sinh mạng của con chó ở Mỹ. Nói thì mắc lòng đó nghe, mà nói thiệt á. Ở đây mỗi ngày sư phụ họp với mấy vị ở trên trời mỗi ngày, cho nên sư phụ biết rất là nhiều thứ, mà có thứ không có thể nói được, chỉ nói chung dung để cho mọi người có sự chuẩn bị thôi. Lời của thiên tử nói, lời của Chúa Giêsu nói, không bao giờ Chúa Giêsu nói lão. Vì thương chúng sanh mới ngồi đây, chứ không thương chúng sanh không có ngồi đây để cho chúng sanh sỉ giả xiên tạc. Chuyện của thiên đình, chuyện của gia đình của thiên đình, chuyện của Phật mẫu đưa muội muội Thượng Bình tới đây, hay là chuyện của cha sắp xếp cho sư phụ trong tương lai như thế nào, công chúa Thượng Bình, công chúa Quyền Cháu, đó là chuyện riêng của thiên đình. Các ngươi chúng sanh lấy tư cách gì mà xía vô để phán xét, thân mình lo không xong. Thấy tức cười không? Chẳng qua là ma quỷ nó muốn chiếm quả địa cầu này, lấy luôn cái chức của cha, nó muốn làm cha của sư phụ á, thiên ma. Nhưng mà làm gì, cha của sư phụ là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là người sáng tạo ra tất cả 96 loài vạn ức linh căn, là con của Thượng Đế. Tất cả các Phật ở đây đều là con của mẫu mẹ, mà thiên ma nó muốn xuống đây, nó muốn chiếm quả địa cầu, nó muốn lấy quyền hành, nó lấn ép sư phụ, và nó muốn đặt để sư phụ, và nó kéo phe, kéo một đống theo nó. Đúng là cái thế giới này ma quỷ. Nhìn cũng tức cười.
hôm nay nói nhiều cũng vậy, bây giờ mình không nói, mình chỉ đọc lại những sấm cơ, tại vì tại sao mấy cái này nó cũ nhưng mà hôm nay nó lại mới với những người mới, mà nhất là bây giờ khi nước Việt càng lúc càng khổ càng xáo trộn thì những cái lời sấm cơ của những vị Phật, những vị Bồ Tát hàng nghìn năm, tất cả trên thế giới kinh điển, từ kinh điển Khải Huyền của Công giáo, những nhà tiên tri lỗi lạc của thế giới, cho tới Thư Bối Rồ Lưu Bá Ôm, cho tới Sấm Trạng Trình, rồi gần đây là Ngũ Đại Truyền Thừa Sư Giải Bóng Khoai, Đức Phật Thầy, Đức Phật Chùm, cũng đều nói về một người duy nhất, đó là Chuyển Lưng Thánh Dương, đó là Chúa Su Reborn, đó là một vị Minh Dương trong tương lai của nước Việt, đó là một thiên tử của nước Việt, đó là con của ông trời. Cái quả địa cầu này chỉ có một người duy nhất là con của ông trời thôi, ai mà nói người thứ hai á đó là ma quỷ, đó là lời thật. Ông trời không có lý do gì mà trái đất này nhỏ chút xíu à, mà không có lý do mà gãi một đống ở ngoài kia thiên tử, đó là toàn là thiên tử giả. Còn pháp môn tu mà đi về trời chỉ có kinh Thiên Tâm duy nhất, ai bỏ dấu hiệu Thiên Tâm xuống, người đó chối bỏ sự vĩnh hằng của mình khi về trời. Ai mà không biết ông trời thì người đó sẽ không bao giờ được về trời. Câu này được nói luôn á, ai không biết ông trời thì đừng bao giờ nghĩ sẽ thoát được cái cõi ta bà vỡ khổ ải này. Phật chỉ là một công thức để mình tu thôi. Ok, bây giờ mình đọc tiên tri nha, chứ hồi nói mất thì giờ còn đọc cái này cũng lâu lắm. Cái này đọc dạng giống như lượm nhạc á, thì nghe thì cứ nghe. Có thầy nhân thập đi về, tả hữu phò trì cây cỏ cũng thành binh. Nhân tranh giữ phận chớ than, Minh Dương xuất thế mới an dân lành. Minh Hoàng chưa ngự đài mây, gẫm trong thế sự còn đầy gian trưng. Ngày Đại Thù chưa về nước, nước Việt cũng còn lộn xộn. Đó là cái câu vậy đó. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh lầu đài quốc vương. Có nghĩa là phải gán tu tập để vào Thượng Quân Thánh Đức, để gặp được sư phụ, để mà dự cái ngày sư phụ đăng cơ nước Việt và Đức Thầy xuất hiện, thì những cái người có phước sẽ có ngày đó và sẽ mở cái hội Long Hoa. Đó là câu ý như vậy đó. Lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước với miền trần gian. Tâu qua Thượng Đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương khó đứng hôm ngồi, thảm thương Lê Thứ mắt hồi gian trưng. Trước đền mắt ngọc lụy rưng, quý yêu bá tánh biết chừng nào nguôi. Làm sao cho dạ được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lúc đó đó sư phụ mới 12 tuổi, trên thiên đình sư phụ có 12 tuổi thôi, xuống trần sư phụ là 50 mấy tuổi. Là cái xác này, cái nguyên thần của sư phụ, cái chân dung của thiên nhãn rất là đẹp trai, là một teenager. Sư phụ đúng có 12 tuổi. Công chúa Huyền Châu khoảng 5 tuổi, con của Long Dương. Công chúa Thượng Bình khoảng 8 tuổi. Thì ba đứa trẻ thôi mà mang thân người thì nó mau già rồi theo thời gian. 3 ngày dưới hồng trần, 3 ngày trên thiên đình, là dưới thế gian này mấy chục nghìn năm, sư phụ tái sanh rất là nhiều đời vua. Từ thời vua Thần Nông cho Quỳnh Đế, cho đến vua cuối cùng là vua Minh Mạng của nước Việt, làm vua rất là nhiều. Cho nên sau này về làm vua là cũng là mấy vị nói là ngài đã từng làm vua quá nhiều rồi, cho nên ngài có nhiều kinh nghiệm. Sở trường của mình nên đó. Minh Dương xuất thế an dân, sau này sẽ có vua thì dân mới an dân được. Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan. Nhân sinh sẽ hiệp một đàn,
hình rồi lại hết hình rồi lập nhân hoàng hội ra, khuyên sanh chúng gần xe phân cạn, dựng nhân hoàng cho rạng Á Đông. Chúng sanh phải tưởng giống dòng, hiệp tâm hiệp chí cột đồng nhà Nam. Phật chỉ dạy quy tam lập hội, dựng cho rồi một cội thành ba. Chớ mong yết thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại héo von cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẻ đừng chia. Cả kêu lớn nhỏ quầy dìa, cả kêu lớn nhỏ quầy dìa có nghĩa là khi phụ về là 6 triệu chấm hiền, mà Đức Thầy với cha đã gãi khắp thế giới gần mấy chục năm nay đó sẽ đều đi về hết. Thì câu này Đức Thầy nói là cả kêu lớn nhỏ quầy dìa đó, trên hòa dưới thuận, chớ lìa chớ phân, tức là sau này nước mình sẽ đoàn kết đó. Long Hoa Hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Lôi âm dục khởi tiếng đờn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dậy chân. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thái sự lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang. Đến nay là buổi tai nạn, tam thiên lục bá khắp tràn hại dân. Đến Thân Dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng quan. Tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập xóm làng còn chi. Khuyên sanh chúng gán ghi mối đạo, lòng hàng lo ngay thảo nghe con. Tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên Thân Dậu mất còn sẽ phân. Trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền gán nhịn đừng than. Đến nay gần buổi khoa tràng, minh quân xuất thế khắp tràng thảnh thơi. Đến Thân Dậu cơ trời hé lộ, hết binh đao quy cổ diệt kim. Gia vô bế hội im liềm, lập thành mối đạo, tức là đạo thiên tâm á, lập thành mối đạo rõ điềm xưa kia. Thì dân chúng danh bia hậu thế, tức là sư phụ lập ra đạo thiên tâm, tức là lên lớp đạo công giáo, cũng là sư phụ. Ngày xưa sư phụ lập đạo công giáo 2000 mấy năm về trước, hôm nay sư phụ lập đạo thiên tâm cũng cùng một người ở trên cho biết. Thì sau này là dân chúng sẽ danh bia hậu thế, nhưng mà sư phụ thường nói trên mạng, khi sư phụ ra đi không muốn giống như Chúa Giêsu, cũng không muốn giống như Mohammed mà để lại con cháu thánh chiến. Sư phụ muốn mấy con mà có thương sư phụ để cái hình trên tường thôi, cũng như bạn bè thôi, không ai được đốt nhang, không ai được kêu tên, chỉ thờ cái Thượng Đế thôi, hiểu không? Tại vì sư phụ đi rồi á, sẽ không bao giờ quay về trái đất. Cha có nói, cha đang giao cho phụ một cái nhiệm vụ rất là lớn ở một cái hành tinh khác. Ở đó dân số á, họ tới mấy chục tỷ người á, mà họ không có đạo và cũng không biết tu. Còn cái quả địa cầu này có 8 tỷ người, nhưng mà trong đó nhân chi sơ tánh bổn thiện, thì còn có một chút để mà fix được cái quả địa cầu này. Sư phụ giống như là engineer troubleshooting gì đó, nó hư là tới đó để chỉnh rồi lập cái đạo đó, để cho dân ở đó từ từ hiền. Mục đích là 3.000 chúng sanh ở ngoài địa cầu á, họ cũng như người trái đất mình thôi à. Họ cũng cần có tu, cũng cần phải đi về trời, tại cái linh hồn mà. Có con hôm nay đầu thai ở Nam Thiện Bộ Châu, nhưng mà khi chết rồi có thể đầu thai ở Bắc Cu Lu Châu. Là những cái người thành tinh, người xám rồi đó, họ cũng là neighbor của mình đó. Họ cũng gần mình đó. Thì dân chúng danh bia hậu thế, Phật Thánh Tiên kiềm chế lập hành, diệt tà lập chánh rành rành. Ba màu nắm chặt Nam Thành sử phân, ba màu tức là cờ vàng ba sọc đỏ đó, sẽ khi mà không còn cờ đỏ sao vàng trong thời gian đầu
Thu nghĩ có thể là tính tuần hoặc tính tháng. Tại nó chỉ là tạm thời cái lá cờ để đưa 6 triệu người về hợp thức quá. Rồi sau đó mình mới họp toàn dân lại ở trong nước và hải ngoại với những người trí thức để mà chọn lá cờ mới. Chứ Thu không có nói lá cờ vàng bay sọc đỏ là lá cờ bại trận. Đã absolutely rồi. Nhưng nó sẽ có hữu dụng một thời gian đầu. Cái nào Thu nó rõ ràng cái đó. Ở trên nó làm sao Thu nói như vậy. Cho nên Đức Thầy có nói là cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng treo khắp nước. Có không treo lá cờ đó 6 triệu người sao dám vậy. Cho nên cái nào mình nói cho đúng. Chứ không có sư phụ sanh ra không có phải là gì cộng. Cũng chẳng phải quốc gia, cũng chẳng phải Tô Lâm, cũng chẳng phải Phúc, chẳng phải Dũng, chẳng phải Trọng. Không phe nào, cũng không phe phát ô nữa. Cũng không có thuộc về nước nào. Chỉ con của ông trời đứng ở giữa thôi. Để mà làm cho cái quả địa cầu này neutral trở lại, cho nước Việt đoàn kết trở lại thôi. Chỉ có giành lại độc lập nước Việt khỏi tay Trung Cộng. Nó bây giờ là lăm le để mà tiêu diệt nước Việt á, xóa sổ nước Việt á. Không có sở hữu á là mệt lắm á. Nhưng mà khi nó làm như vậy nó cũng sẽ có cái hậu quả bị trời phạt. Khi ăn hiếp một nước Việt có thiên tử đầu thai sẽ bị trời phạt lại là chia năm xẻ bảy mãi mãi đó. Trở lại thời Đông Châu Liệt Quốc á. Một nước mà có con trời đầu thai không phải là chuyện bình thường á. Tại vì ăn hiếp sư phụ có nghĩa là ăn hiếp tất cả thánh thần trên trời. Ăn hiếp tất cả thiên binh thiên tướng, đúng không? Tại mấy vị sau lưng sư phụ mà. Sư phụ bước chân Việt Nam đâu phải là Ngô Tuấn Kiệt bước chân về. Sư phụ bước chân vô là cha ấn chứng. Là tất cả thiên thần ở trên trời. Là thiên long bát bộ và tất cả hồn thiên sông núi nước Việt. Sẽ phù hộ vô cho nước Việt. Còn bây giờ sư phụ còn ngồi ở đây. Nước Việt cứ đấu đá cho đã. Tại đâu có gì nào mà phù hộ gọi là mạnh tay đâu. Cũng gia hộ chút chút. Cho nên ở ngoài mặt đời đừng có tưởng là một người là một người. Sư phụ là lãnh đạo, là dẫn đầu của đoàn quân của tất cả thế giới vô hình và hữu hình. Cho nên sau này mấy vị nói ngài đăng cơ là cho để cả thế giới biết là con trời khai thiên, để sau này người ta dồn về nước Việt là một nước thánh địa, là có con của Thượng Đế xuống. Và sau này nước Việt thành cường rất là nhờ có sư phụ đầu thai xuống. Những quốc gia khác trên thế giới đâu có. Giờ đi khắp hết đi, đâu có đâu. Còn những cái nước giàu như dầu quả Ả Rập Saudi rồi mấy cái đó chỉ là phù du ảo ảnh thôi. Nó không có dìu dắt nhân loại đến đại đồng, hòa bình, hạnh phúc. Việt ta lập chánh rành rành, ba màu nắm chặt, tam thành sự phân. Trong tam giáo ân cần mở đạo, trường ngoại bang phục đáo như xưa. Phật tiên vận chuyển lọc lừa, chúng sanh gán nhớ múi dưa hội này. Trên cùng dưới xum dày một buổi, dựng 12 mai rủi mới hay. Làm cho rõ mặt râu mài, thượng quan hồi phục là ngài an cư. Cuối thân dậu y như thượng cổ, thời nhân sinh hết khổ đến mai. Đế vương xuất thế là ngài, tức là sư phụ. Đế vương xuất thế là ngài, dậu thân bình trị trong ngoài âu ca. Phân chỉ rành gần xa để dạ, chớ đảo điên phải đọ phải xa. Nghĩ si cho thấu mới là, một bầy hồng lạc nay đà thảnh thơi. Khuyên sanh chúng nhớ lời ta tỏ, trước cùng sau chỉ rõ mối đàn. Nhân sanh giữ phận chớ than, minh dương xuất thế mới an dân lành. Nam mô nhất thiên thiên ngọc hoàng thượng đế vua cha. Nam mô nhất nhất hoàng thiên đại thánh mẫu vua mẹ. Bài Thiên Lý Ca sám giảng thi giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Uống miếng nước đọc tiếp. Bữa nay cái đầu làm biến suy nghĩ, cho nên lấy sấm cơ của Đức Thầy ra đọc vậy đó. Tại vì mấy ông bự á, bây giờ chú trọng đến sư phụ á, mấy ông chỉ nghe sấm cơ đầu ạ, mai mấy ông còn chuyển tâm, còn được cứu gia đình, cứu tài sản ổng.
Ông chủ nói gì á, nói 5 năm nay cũng dư cũng thừa trên đó rồi. Tiếng đờn không dây, cái này bữa nay mình đọc hết bài này sang bài khác phải không? Và ai thích cái nào á, thì nghe khúc đó. Nghe anh thuyết pháp giảng đơn, sư phụ thuyết pháp rất là giảng đơn đó. Mà nghe trỗi dậy tiếng đờn không dây, đờn đông hòa lẫn đờn tây, thấm vào tim ốc lòng này xót xa, thương mình thương hết chúng ma, biết bao đời kiếp rời xa mẹ hiền. Lời này là Phật thánh tiên mong cầu nhân loại quy nguyên tâm hồn, đạo sâu sao lại ôn tồn. Nghĩa là mấy cái đạo ngoài kia làm hình thức không à, Công giáo tới Phật giáo, đạo sâu sao lại ôn tồn, nhẹ như không khí dập dồn không hay, nụ cười bí ẩn ngộ thái. Nụ cười bí ẩn ngộ thái. Cười đây nhắc nhở đắng cay kiếp người, anh nói chỉ một phần mười, ai mà đại phước khóc cười lo tu. Mấy con thấy câu này đúng không? Bây giờ cái thằng ăn nhậu, cái thằng mà có chiếc khôn, nó nghe thiên tử mà xuất hiện, cái nghĩa là đời gì? Đời tận thế. Chứ không có tận thế thiên tử làm gì xuất hiện. Ở trên sư phụ đi chơi tung tăng không đã. Trái đất có nạn, sư phụ mới hạ phàm mang thân người, Chúa Giê-xu mới tái lâm để cứu con của Chúa. Cho nên nó khi mà biết được sư phụ là thiên tử là quản hồn là bỏ nhậu liền. Để câu này nói gì đó, ai mà đại phước khóc cười lo tu, người đâu vĩnh kiếp thiên thu, sao không chịu lấy ngọc, sao không chịu lấy ngục tù lợi danh. Anh đang biểu diễn thực hành, nợ biểu diễn thực hành nè, vừa nói thí tài thí pháp thiện lành khắp nơi, từ ngày mua cái núi này cho tới Thiên Long Giang tổng cộng là 30 mấy triệu đô. Có nghĩa Mỹ này ai để giành được 30 mấy triệu đô trong saving tiền mặt đó nghe, trả ớt hết rồi đó, mà đem ra đi cho lợi cộng đồng Việt Nam không? Con thấy có một người nào không? Chưa bao giờ đúng không? Yeah. Chùa nào thầy nào cũng đi thâu tiền à. Tới ngày hôm nay cái cục kẹo á của những đứa đệ tử á, thân á, thì cho thủ ăn với người lạ, tự nhiên đem hộp kẹo đến tặng thủ cũng không nhận. Giống như kỳ gọi nhỏ gì qua hậu vậy đó, đứa nói sư phụ giống như người thường tặng, chưa bao giờ thủ nhận quà bất cứ ai nha. Tại vì sư phụ không có muốn đi lên đi xuống để cảm ơn, sư phụ về là về luôn à. Bồ Tát không có muốn mang ơn ai hết á. Tới ngày hôm nay vẫn chưa xin ai đồng nào, nói thiệt luôn á. Còn có những người lên đây bán hình tượng mẹ bự 5.000 đô ông tắm, 2 tấm 10.000 trong mọi trường á, rồi hình nhỏ thì 400-500 đô, cục crypto 500 đô, cứ nghĩa là lợi dụng để mà làm tiền vừa phá hoại. Con thấy cái gì mà hỡi có tiền là có quỷ ma trong đó, nên nhớ đến với sư phụ, đến với thiên tâm, đến với cha thượng đế chỉ là cái tâm thôi, cái tâm tốt hay không tốt thôi. Tất cả những người ngồi đây sư phụ đều đọc được cái tâm hết, không có ai mà qua mặt được sư phụ gì á. Có giấu có giỏi cỡ nào nữa cũng lòi ra hết à. Người phàm mà lấy dễ the sao che được mắt thánh, sư phụ là thánh đó, không là thánh làm sao trị bệnh được nhiều người, không là thánh làm sao biết nói đâu chúng đó. Nhiều thôi phải biết sợ chứ. Người ta sợ nhất là lời của thánh nhân phán á, nhất là sợ cái số mệnh của mình, số xui, số yếu gì phải không. Thứ hai là sợ những cái quan chức đại thần giống như Tô Lâm thời nay vậy đó. Nhưng mà cái sợ đáng sợ nhất của con người phải sợ, đó là lời của sư phụ phán, lời của thánh nhân. Có ba thứ con người phải sợ. Thứ nhất là đại quan, là như cỡ Tô Lâm. Tại vì ông có 7-8 triệu công an tới gõ cửa nhà là phải sợ. Thứ hai là phải sợ cái số mệnh của mình. Nhưng mà cái số mệnh của mình tu mình có thay đổi được. Ví dụ số mình nghèo, số mình chết yểu gì đó phải sợ đúng không? Nhưng mà cái đó thay đổi bằng cách mình sám hối. Cái mà đáng sợ nhất á, mà con người không bao giờ sợ, đó là lời của sư phụ nói, lời của thánh nhân nói. Mà có ai chú ý không? Nếu mà chú ý thằng Nga bây giờ đâu có te tựa, còn có biết nước nó sẽ điêu tàn luôn á. Trung Cộng mà chú ý 10 năm trước
Trung Cộng hôm nay cũng không có nó nổi như vậy, đã lỡ rồi quê không có về được, đánh tới luôn á không, mà càng đánh càng xa lầy, có thấy tức cười không? Tại vì không có sợ lời của thánh nhân nó, giống như ông Trump, thù nó quay lại tức là quay lại, còn cái bà Kamala sẽ không bao giờ thắng. Người Biden nửa đường gãy gánh, những gì thù nói là con coi lại ai mà coi clip cũ á, trúng hết á. Thí tài, thí pháp, thiện lành khắp nơi, Việt Nam ôi thật tuyệt vời, con rồng cháu lạc khắp nơi toàn cầu, rạng danh một bọc mẹ Âu, anh đang nhắc lại có đầu có đuôi, nhìn anh lắm lúc ngậm ngùi, tôi rưng nước mắt sụt sùi anh ơi, biết rằng anh già trống trơn, thí ba la mật đâu cần tôn vinh, vài câu thơ thỏa lòng mình, tự hào con mẹ phục chinh toàn cầu, phục chinh lý đạo cao sâu, từ bi chí dũng bắt cầu thăng hoa, xuất thông tân cụ xăm xa, trên đầu ba tấc mẹ cha đang chờ, tri ân anh mấy dần thơ, ơn người diều dắt qua bờ tử sinh, anh là minh chứng thực hành, công trình công quả lại dành công phu. Phụ ngồi thiền á, mỗi ngày á, 5 giờ sáng ai muốn ngồi thiền kêu tên sư phụ thì cái nguyên thần của sư phụ nó có thể biến hóa vô hạn, nó có thể đi cứu bệnh các con, có thể đi khắp quả địa cầu này, sư phụ có thể biến hóa cả tỷ người cũng được, nhưng mà có nguyên thần đó nha. Còn xác phàm phải ngồi thiền, phải ơn chỗ thì nguyên thần của sư phụ nó mới đi được, cho nên ai mà có chuyện gì cứ kêu tên Thiên Tấn Kiệt là sư phụ tới, cứ thí nghiệm đi, trong mơ gặp sư phụ á. Công trình công quả lại dành công phu, tôi còn mê tối đèn lu, mộ anh là bậc chân tu lưu truyền, anh là bài toán nhất nguyên, đưa người cầu đạo lên thuyền long qua, thượng lai đang tới rất gần, Việt Nam hoàng bản rất cần anh ơi, ước gì tôi được đến chơi, được anh khai ngộ về nơi tiên rồng, tôi không cần đến thần thông, chỉ mong cảnh sống đại đồng an nhiên, quý anh tôi nói luyên thuyên, mong anh nói mẹ đợi thuyền tôi lên, Nam Mô Di Lạc Phật Vương Phú Quý Phật, Nam Mô Thái Tử Thiên Nhãn. Đọc cái này chắc cũng mệt ha, phải có đứa đệ tử mà đọc giùm. Nhưng mà khổ ngoài kia người ta thích nghe mấy cái thơ này, nhưng mà ta có cái giọng sư phụ là có cái điển thanh á, cho nên có ai đọc cũng không ta cũng thích sư phụ đọc hơn. Tại ban đêm mà để này nghe đó là chị bệnh ma luôn á, ma nó không có dám đến, có microphone chứ không có microphone nó hình lớn à. Power on. Bluetooth connected. Remove vocal. Restore vocal. Remove vocal. Hello. Hello. Professional mode. Karaoke mode. Hello. 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 Math professional mode. Hello. Hello. Tạm được. Đọc tiếp. Này là đờn kêu. Ta về hãy lại bản đờn, tử kỳ có thấu thất sơn hẹn hò, đờn kêu bế hởi là trò, thiền cười bến hậu hát hò.
dòng sông. Đờn kêu tìm kiếm lão ông. Lão ông trở lại đất đồng Thuấn Nghiêu. Hồi xưa lúc mà sư phụ là cơ phát á, lập lên nhà Chu á, là thời Thuấn Nghiêu á. Hello. Karaoke mode. Cái này nó chỉnh hư. Hello. Hello, hello. Master mode. Hello. Hello. Đó là một kiếp lần vua lúc mà diệt Chủ Dương. Hồi nay Chủ Dương cũng đang đây. Đờn kêu trò chết đánh liều, âm dương giấy loạn, hóa hầu thoát thân. Đờn kêu lặp lại phóng thần. Mình mượn cái đó đi. Power off. Power on. Bluetooth connected. Remove vocal. Master mode. Professional mode. Karaoke mode. Master mode. Hello. Professional mode. Hello, hello. Đờn kêu lập hội phong thần, châu hưng diệt trụ chọn dân lương hiền. Đờn kêu sao xuyến nào yên, bản môn giới loạn tranh quyền để dương. Đờn kêu di lạp Phật vương, diệt tà lập chánh hai đường chẳng sai. Đờn kêu chỉ hướng Tây Đài, có ông bạch sĩ hôm nay ra đời. Đờn kêu như réo như mời, nam nhi chi chí tìm thời vua cha. Đờn kêu lập hội long qua, nam trung nữ liệt mà phò để dương. Đờn kêu tùng bóng lỗ trương, thập bát chư quốc hồn cường hàng quy. Đờn kêu các đấng huyền vi, nghe lời lão gọi đồng quy lãnh phần. Đờn kêu mau chuyển sát trần, rao ai lập quốc một lần với ta. Đờn kêu hè đến không xa, non tròn biển cạn châu qua cày bừa. Đờn kêu một trận không vừa, mặt trời lỗ mọc thớt thưa cáo cày. Đờn kêu không kiếp thì chày, đố làm sao khỏi mũi bầy khỏi tan. Đờn kêu lặp lại tuồng màng, bủ sơn sửa trị dân an quốc lành. Đờn kêu bá tánh tu hành, tầm trong bốn chữ mới rành đường tu. Đờn kêu tám mùa thu, tùng quân tỏ rèn sĩ nhu chỗ tài. Đờn kêu không nhốt thì mai, tùng quân định đạt một ngày thì xong. Đờn kêu ta ở miền đông, tùng quân chuyển lại dòng sông Phước Bình. Đờn kêu hết nhục tới dinh, Tùng quân lai tái trạng trình sát đau. Có nghĩa là ông trạng trình á, tức là đức thầy á, là cùng một người á. Hồi câu này nói gì á. Đờn kêu lộ vẻ ông công, tùng quân thiết lại nhà Châu để chờ. Hồi xưa thua lập nhà Châu, hôm nay thua lập lại nhà Việt Nam, cùng là một vua, tức là cơ phát tái sanh. Châu Văn Dương hồi xưa sư phụ là cơ phát. Đờn kêu sắp tới bây giờ, tùng quân chừng đó ai ngờ lão ông. Đờn kêu có trận cuồng phong, tùng quân nói trước tin ông mặc tình. Đờn kêu tu sĩ sửa mình, tùng quân vốn thiệt họ Quỳnh chuyển cơ. Đờn kêu đừng có ngồi chờ, tùng quân chỉ rõ Cần Thơ thầy về. Sau này ở Cần Thơ lập hội Long Hoa. Đờn kêu định đạt con dê, tùng quân chưa có hẹn thời non sông. Đờn này đờn của lão ông, không dây không phím cũng không oán hận. Ai người hiểu rõ tiếng đờn, đừng cho lỗi nhiệm thất sơn hầu kề. Chèo thuyền rước khách đem về, ai mà giữ đặng ai bề hiếu trung. Bồng lai tiên cảnh thung dung, dành cho những kẻ biết dùng lý thiên.
đó là bài của thầy sư dạy ông Hoài. Bắt đầu đọc tiếp. Qua sắm tìm hiểu vận mệnh đất nước và thế giới. Khi nghiên cứu sắm qua các lời tiên đoán của những nhà tiên tri trên thế giới, chúng ta biết nhân loại và Việt Nam sắp sửa có một sự xuất hiện một nhân vật lỗi lạc với nhiều danh xưng của thế giới và Việt Nam, đó là Thiên tử, Thánh nhân, Thiên sứ, Đức Phật Di Lặc, Jesus Rubaden vào thời Mạt Pháp. Giai đoạn chúng ta đang sống hiện nay qua sự chọn lựa của Thượng Đế và Trời Phật. Vì vậy, chắc chắn các ngài có cách để biểu lộ cho loài người và Việt Nam chúng ta sẽ biết nhân vật đó là ai. Vì thời cơ và ý trời chưa đến, cho nên chúng ta hãy cùng nhau nhẫn nại và chờ đợi khi thời cơ đó tới. Thế nhưng có nhiều người tự hỏi khi nào thì những sự kiện này xảy ra, có phải là khi nào thấy thiên tai động đất, bão lụt, gió xoáy xảy ra nhiều hơn, tàn phá nặng nề hơn, chiến tranh thế giới xảy ra tàn khốc hơn, ác liệt hơn, kinh tế Hoa Kỳ, kinh tế thế giới hồi khánh kiệt hơn, nhiều nhà băng trở thành ngân khố trống, Iran chính thức lâm trận, Hồi giáo quá kích tổng thánh chiến thế giới phương Tây một cách quyết liệt hơn Nga, Ukraine. Sự chuyển tiếp từ giáo hoàng Benedicto 16 tới biệt danh vinh quang của ngành ô liu và vị giáo hoàng kế tiếp với biệt danh là Pedro của thành La Mã. Cái này Hồ chỉ lụm nhặt mấy cái bài nói về thời tận thế này để đọc lên thôi, để cho có nhiều người người ta đâu có nghiên cứu cái này đâu, nhưng mà có thể người ta nghiên cứu vô kênh này người ta hiểu lại tóm tắt hơn đó. Ngộ lắm, khi người ta có tiền đi chơi đâu ai rảnh đâu mà vô nghiên cứu ba cái chuyện sống chết này. Đến bây giờ đó Tô Lâm đi gõ cửa từ nhà đó, lúc đó giờ mới nghiên cứu. Thì ai mà nghe mấy cái này thì là đã là cũ, nhưng mà chỉ là một trong trăm triệu người thôi. Ngoài đó còn có mấy chục triệu người nghe được cái này họ cho là mới. Cho nên mình cũng phải, và đồng thời mình cũng phải nhắc nhở lại mình nữa, chứ không phải mình biết cái là người ta biết đâu. Khi chúng ta thực tâm bắt đầu nghiên cứu về những câu sấm, những lời nói tiên tri trên thế giới từ cổ chí kim, thì chúng ta biết là những lời nói, những câu viết, những lời tiên đoán đó rất huyền diệu, bí ẩn, với những ẩn ý từ ẩn từ, có khi nói rõ ràng, có khi nói mơ hồ, có khi nói trên mây, có khi trên gió, có khi dùng hình ảnh để ám chỉ, có khi dùng những hình tượng rất thật, dễ hiểu. Nên mỗi người, mỗi cá nhân có những lý lẽ, cách lý giải riêng khác nhau. Đôi khi có những ý tưởng tương đồng, giống nhau, hợp nhau, có khi lại hoàn toàn trái ngược nhau. Mà nếu nói đến ai đúng, ai sai thì cũng có thể nói được, nhất là khi nó chưa xảy ra, vì thiên cơ bất khả lậu. Có những câu sấm ta cho là đúng, ta đoán là nó đã xảy ra rồi. Thế nhưng có một câu sấm đã có sự ngộ nhận hay giải đoán còn mơ hồ, chưa chính xác. Tính hư thực ra sao thì chưa chắc chắn lắm. Vì thế, lý giải sấm là một việc làm rất khó. Làm sao mà lý giải đúng tất cả những ý, những gì mà các đấng, các nhà tiên tri, những người sấm nói đến, nói ra, đâu phải dễ như ta nghĩ một cách đơn giản đâu. Lý giải là quyền của mỗi người, ai thấy gì hay nhận thức của mình ra sao, nên những câu sấm ấy thì cứ nói, cứ viết. Còn đúng sai thì hạ hồi phân giải, hay chờ xem sự việc nó sẽ xảy ra sau này ra sao, rồi hãy kết án phê bình.
Sau đây là những câu sấm của những lời tiên tri có liên hệ đến vị thiên tử thánh nhân đó. Những liệt kê ở đây vẫn chưa hết gì, còn một số chi tiết khác nữa sẽ được bổ sung thêm sau này nếu cần. Một nhà họ Nguyễn lúc sinh tồn tiên tri cha mẹ đã cách trở, có nghĩa là khi sinh ra ngài, bố mẹ của ngài là một lý do gì đó phải xa nhau. Nam Bắc Hà thời tiết lộ thông, một người Nam Bắc vào một thời điểm cấp bách nào đó sẽ lộ. Kênh Bình Ngọc Thụ Thiên Khê Bắc, có thể tuổi người bạn đường của ngài là tuổi Kê. Ngọc Thụ có ý nói đến thiên tử. Bắc Hữu Kim Thành Tráng Nam Tạc Ngọc Bích Tràng Hòa Thôn Đa Quyển Phệ Mục Giả Dục Nhân Canh Hoàng Cái Quý Phương, có thể mẹ của ngài là họ cái là người con gái Bảo Giang thiên tử sức bất chiết tự nhân thành, có thể là đất của vùng đất miền Tây đồng bằng Trù Phú An Giang Kiên Giang là nơi thiên tử đã sinh ra. Chừng nào đã nổi lông chìm đồng khô hồ cạn búa liềm ra cho, chừng nào thằng ngốc làm vua thế gian cởi trọc thầy chùa để râu, chừng nào cây sắt chỗ bông tức là Âu Đàm á, chừng nào chợ lớn hết voi biển đông hết sóng dậy, biển đông sóng dậy cuộc đời lao đao, chừng nào chợ lớn hết voi biển đông sóng dậy cuộc đời lao đao. Bây giờ biển đông á sắp sóng dậy rồi. Nguyễn đi rồi Nguyễn trở về, có nghĩa là ngày xưa sư phụ là lập lên nhà Nguyễn, sư phụ là vua Minh Mạng cũng là nhà Nguyễn, sư phụ đi rồi hỗ trợ tái sanh trở lại, ý là câu nói vậy. Cái này mình chỉ đọc general thôi, những cái sấm cơ trên phụ nguyên chính thống, Nguyễn đi Nguyễn lại trở về, hay phụ nguyên chính thống hẳn hoi, phụ nguyên trời đã định ngôi rành rành, đều nói đến dòng họ Nguyễn. Thác cư một góc kim tinh, phương đồi kinh dịch là phương Tây, hay thiên sứ sẽ xuất hiện ở các thành phố phía Tây nước Mỹ, có nghĩa là California mình đó. Cái bài này năm 1989 là thời đó, rồi mà nói là thiên tử sẽ xuất hiện ở miền Tây của nước Mỹ, nghĩa là núi Thiên Long Sơn mình chứ còn gì nữa. Thiên sứ sẽ xuất hiện ở các thành phố phía Tây nước Mỹ, tức ngài hiện nay đang ở những thành phố phía Tây nước Mỹ. Thái Nguyên một dãy là nơi trú mình, tứ bề núi đá xanh xanh, có đường điệu mạch nương mình ai hay, bốn hụt xúc thế đã chạy, chưa chọn được ngài ra cứu nhân dân. Ấy là điềm xúc thánh quân, có những kẻ non trèo biển lội, lánh mình vào ở nội Ngô Tề, có thầy nhân thập đi về, đã hủ phù trì cây cỏ thành binh. Câu này cũng biết rồi phải không, thu về HO hay là đảng viên cũng phải ủng hộ, cây cỏ là dân chúng cả nước ai cũng ủng hộ. Người nhân thập thu đâu có làm gì sai với mọi người đâu. Bây giờ chấp mấy cái tội mà xuyên tạc, chả có gì xuyên tạc hết, chỉ có cái xù đẹp trai nó xuyên tạc thôi. Nhưng mà là tôi vô đâu có bị, đâu có dính cái bệnh sắc ái nữ gì đâu, mà tự nhiên thấy cái đẹp trai cái là nó xuyên tạc. Ngoài ra chả bị lỗi gì nha. Có thầy nhân thập đi về, tả hữu phò trì cái gõ thành binh, những người phù giúp thánh minh, quân tiên xứ nghĩa chẳng tàn hại ai, phùng thời nay hội Thái Lai, vị tướng nhân sinh ngộ tới vị, sư tị nhân vị tướng thình tức vị tôn sư. Trong đó có nhiều người bị lưu đày ra các đảo, chứng tỏ có thời gian ngài ở xa ra khỏi nước, đường đi tìm đất nước tạm dung. Thái Nguyên một dãy là nơi trú mình,
tứ bời núi đá xanh xanh, có đường tiểu mạch nương mình ai hay, bốn hộp xuất thế đã chày, chưa chọn được ngày ra cứu nhân dân, hay là điềm xuất thánh quân. Có những kẻ non keo trèo biển biển lội, đánh mình vào ở nội Ngô Tề, có thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phò trời, phò trì cái cõi thành binh. Trong số nhiều người bị lưu đày, cái bài này rất là lâu, cho nên lưu đày có nghĩa là vượt biên, có nghĩa là ra khỏi nước là vượt biên. Rồi trong đó có một thánh chúa Minh Quân cũng đi chung với cái đoàn người đó. Ý là cái bài này nói như vậy. Gian nan chứng tỏ có thời gian ngày rất là gian nan lận đận để tìm đường cứu nước tạm dung. Sơ lược tiểu sử, Đức Phật thầy đang tên thật là Đoàn Minh Tuyên, đản sanh vào giờ ngọ ngày rằm tháng 10 năm Đinh Mão năm 1807, đời vua Gia Long thứ 6, nguyên quán của Phật thầy Tên tại làng Tòng Sơn, tỉnh An Tịnh, huyện Vĩnh An, phủ Định, trấn Vĩnh Thành, mãi đến niên hiệu Minh Mạng thứ 13 năm 1883-832. Một chỉ dụ hạ lệnh cho gia định thành các đặc tỉnh An Giang tới hai phủ bốn huyện, thì Tòng Sơn thuộc về An Giang, huyện nay Tòng Sơn nằm về bản đồ thành chánh quận Lấp Vò, tỉnh Sa Đéc. Thở nhỏ học hành sinh hoạt thế nào không ai biết, lớn lên rời quê quán có lẽ đi tu, thầy Phật thầy lại trở về làng Tòng Sơn. Sau khi đã xuất hiện tại Gò Công năm Giáp Thìn năm 1844, rồi dân du qua các xứ Mỏ Cày, Bến Tre, Cần Trong, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Gạch Giá và miền Thất Sơn, Phật thầy Tây An thọ 50 tuổi, viên tịch tại Tây An núi Sam vào giờ ngọ ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn 1856. Đức Huỳnh giáo chủ, tên thật là Huỳnh Phú Sổ, tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, sinh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, tức ngày 15 tháng 1 năm 1920. Con Đức Ông Huỳnh Công Bộ và thân mẫu là Lê Thị Nhậm, sáng lập đạo Hòa Hảo Pháp ngày 18 tháng 5 năm 1939, viên tịch ngày 16 tháng 4 năm 1947 tại Đốc Vàng Hạ, tỉnh Long Xuyên. Chàng trình tên thật là Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm Tân Hợi 1491, năm Hồng Đức thứ 21, hiền Lê Thánh Tông, quê gốc ở huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Kiến An, nay thuộc Hải Phòng. Lớn lên, Nguyễn Bỉnh Khiêm được theo học người thầy nổi tiếng tên là Bản Nhãn Lương Đắc. Bằng tinh thông lý học, đã đem sở học dịch lý và bộ sách Thái Ất Thần Kinh ra truyền dạy cho đứa học trò yêu của mình. Năm 1497, vua Lê Thánh Tông mất, truyền ngôi cho Lê Hiến Tông. Lúc ấy Nguyễn Bỉnh Khiêm sống với cha Đậu Trạng Nguyên dưới thời Mạc Đăng Doanh năm 1530. Con của vua Mạc Đăng Dung, chàng trình từ đời ngài, từ trần ngày 28 tháng 11 năm Diên Thành thứ 8 đời Mạc Hậu Hợp năm 1581, thọ 95 tuổi. Hồi lúc đó trời, Minh Khiêm thọ 95 tuổi ha, dữ lắm. Tệ Trung, Bồ Tát Tệ Trung chính là Hương Nhượng Dương Trần Quốc Tản, năm 1252 đến 1313, con thứ hai của Đức Hưng Đạo Dương. Ngài đã từng là đại tướng chống quân Mông Cổ, rồi tu ở núi Yên Tử. Thánh mẫu Gân Hương 1938 là danh xưng tôn kính của công chúa Liễu Hạnh, về quê bà ở Vân Hương, tức làng Vân Cát, huyện Bửu Bãn, Nam Định.
Nostradamus tên thật là Michael de Nostradamus, sinh lúc chín ngọ ngày 14 tháng 12 năm 1503, sinh ra và lớn lên tại thành phố Remy thuộc miền Provence, nước Pháp. Năm 1522, ông theo học y khoa tại Đại học Montpellier và lấy bằng bác sĩ năm 1529. Năm 1537, bệnh dịch lan đến Agen, cướp mất vợ và con ông. Năm 1550, bắt đầu có tập thơ viết về sấm. Năm 1559, ông tiên đoán cái chết của Henry II. Năm 1564, du hành đến Tây Ban Nha. Tháng 6 năm 1566, ông bị phong thấp khớp khá nặng. Ông xưng tội với cha xứ ở Salon ngày 1 tháng 7 năm 1566, tạ thế ngày 2 tháng 7 năm 1566 tại Pháp. Thơ Đức Bình Giáo Chủ. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Hiện bây giờ mình đang ở năm rồng, là máu đào sẽ chỉnh ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Câu sấm của chàng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh. Mã đời dương cước anh hùng, tận thân dậu niên lai kiến thái bình. Thề một người vào khoảng 1500 mấy đã tiên đoán, tức là ngài Nguyễn Bỉnh Khiêm, long dĩ xà đầu. Còn Đức Huỳnh Phú Sổ thì đến chừng gồng rắn máu đầu chỉnh ghê. Tức là hai người khác nhau cách 500-600 năm mà nói cùng một cái năm nay là năm con rồng. Thầy con nghĩ như thế nào? Đúng không? Đó là năm này, tức là 500 năm trước là Đức Chàng Trình là tiên đoán là đúng ngay chốc. Rồi đến sau Đức Huỳnh Phú Sổ là mấy chục năm trước tiên đoán cũng ngay chốc luôn. Thì bây giờ con thấy cả thế giới là xôn xao không? Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh. Xứ xứ có nghĩa là khắp thế giới khởi đao binh. Mã đời dương cước anh hùng cận. Mã đời nghĩa là gì? Anh hùng là gì? Ở Việt Nam con thấy cái đứa bé khăn vàng đỏ hay là làm cái gì của đảng cũng là anh hùng không mà. Anh hùng dân tộc, anh hùng thế này, anh hùng Nguyễn Văn Chổi, anh hùng Nguyễn Thị Sáp, cái gì cũng anh hùng không. Mã đời dương cước anh hùng tận, nghĩa là không còn đảng nữa thì mới gọi là tận không. Thân dậu niên lai kiến thái bình, thì nước Việt Nam mình sẽ có kiến thái bình. Câu sấm của Đức Phật Thầy đây. Mèo kêu ba tiếng bới dân, hải ngoại xa gần thăm viếng quê cha. Cách đây hàng trăm năm, Đức Phật Thầy đang làm gì biết chúng ta đi khắp hải ngoại. Mà Ngài nói nè, hải ngoại xa gần thăm viếng quê cha. Quê cha đất tổ của mình là nước Việt đúng không? Thì phải trở về. Mà trong khi hàng trăm năm về trước mà mấy vị đã nói rồi, mấy vị thời đó làm gì biết mình đi vượt biên. Thời đó ở hải ngoại làm gì có người Việt. Vậy mà tới ngày hôm nay có nhiều người không có chịu đọc lại sách, không có nghiên cứu, cho nên họ chơi, họ không biết. Khi không biết á, cộng lại với cái ngã, với cái đời sống xô bồ, bon chen, vật chất, thì họ quên đi cái gốc, họ cứ nắm cái ngọn thôi mà. Rồi từ đó họ bị ẹt. Rồi độc tử. Rồi uống thuốc độc như ông Vũ Đức Tiến, rồi nhảy lầu, là tùm lum hết. Là vì không có nghe cái tiếng nói của Kiệt nói. Chị đã nói 5 năm nay rồi. Nếu mà người nào mà nghe sư phụ nói 5 năm nay không có chết, trừ khi người đó nó quá đù thôi, quá vô minh thôi. Biết sợ là không có chết. Hải ngoại xa gần thăm viếng quê cha, rồng vương vuốt đón chào vương tử. Cái câu này á, là nói sư phụ này. Cách đây hàng trăm năm Đức Thầy nói vòng vương vuốt là con rồng nó có cái vuốt á, vương vuốt
đón chào thiên tử. Nghĩa là năm ngoái Đức Thầy kêu sư phụ ngồi ngay chỗ tượng của Ngài đó, tuyên bố trong cõi vô hình là sư phụ sẽ đăng cơ. Mà đăng cơ trong cõi vô hình đó là làm vua. Thì năm con rộng thì cách đây mấy tháng đó nhớ có clip đó đó, là câu này nè: vòng vương vuốt đón chào vương tử, lập lại đời chúa ngự Nam Bang. Cái ngày sư phụ ngự Nam Bang thì nó cũng rất là gần. Lộ hình con rắn ba khoang, trở về đạo diệu quy hèn tu thân. Trở về đạo diệu quy hèn tu thân, nghĩa là tất cả sau này mọi người đều là đạo thiên tâm hết. Đạo này đạo quyền diệu của cha mà, do thiên tử lập nữa. Trở về đạo diệu quy hèn tu thân, chó mừng tân chủ rỡ ràng, Việt Nam tiếp bước lên đèn hồi hương. Hàng năm sáu trăm năm trước ông Trang Trình làm gì biết mà mình đi khắp hải ngoại mà lên đàn hồi hương nè. Chó mừng tân chủ rõ ràng, Việt Nam tiếp bước, tức là sắp hàng bỏ hành lý ở cổng phi trường lên máy bay đó, là sắp hàng tiếp bước lên đàn hồi hương. Chỉ có chữ hồi hương này nhá. Thì bây giờ mình cái gì mình cũng sắp hàng hết trơn á nè. Chó mừng tân chủ rõ ràng, Việt Nam tiếp bước lên đàn hồi hương, tức là cứ mua vé máy bay về tăng chân nhất đi, 6 triệu chim hiền về tăng chân nhất, làm cho thành phố Sài Gòn náo nhiệt trở lại. Vui hả? Ngày đó vui lắm á. Hải ngoại hỡi tính sao nghĩa đó, hoặc thi hành hoặc bỏ qua bên, non sông đất nước ai đền, tổ quốc kêu gọi chớ nên dối lòng. Thầy tiếp chuyện qua dòng lịch sử, thế giới đang trừ khử quỷ ma, ảnh hưởng thời cuộc nước ta, cơ trời đã lộ thật là huyền vi, nơi đất Thái kinh kỳ sáng chói, tiếp đón người khắp cõi quốc gia, cũng đang chờ đón mùa hoa, hay là tiếp chuyện lợi xa núi rừng. Phải biết đoàn kết thống nhất với nhau, lại từ Bắc vào Nam, như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khuyên chúng ta trong câu sấm như sau: chừng nào sức mạnh có thừa, diệt trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân, gương trung nghĩa thánh thần cảm động, rồi có ngày mở rộng cơ quan, từ Nam ra Bắc xa ngàn, như lòng phải một mới toàn mưu hay, trừ dù có đắng cay ráng chịu, đợi cơ trời kết liễu thù chung, làm cho rõ mặt anh hùng, làm cho địch thủ rung rung bó tay. Trời ơi, câu này hay á nghe. Để đọc lại coi, câu này lần đầu tiên mới đọc á. Mấy con á phải nghe cái này viết lên giống như đó đó, người ta mới nhớ mà không ạ. Việt Hồng mà giỏi lắm. Cậu Việt Hồng bữa giờ độ biết nhiêu. Bỏ lên mấy câu mà của Thiên Nhãn nói. Ở này thì nói là nhắc Thiên Nhãn là khác nha, Thiên Đức Kiệt là khác, còn Quyền Châu là khác, Hạnh Thảo là khác, Thận Bình là khác, Mai Thảo là khác. Nó là cái nguyên thần mà sư phụ nói chuyện sư phụ hoài à. Mà cái nguyên thần nó khôn sư phụ gấp trăm lần, đúng không? Và cho nên mấy người đó là Bồ Tát, còn sư phụ là sắc phàm. Cũng là Bồ Tát nhưng mà Bồ Tát sắc phàm, còn cái kia mới là Bồ Tát thiệt. Thì những cái lời mà bỏ trên mạng á, là giống như Thiên Nhãn. Cứ nghe là lâu mấy thầy tròn mà chơi cái sự nhớ Thiên Nhãn ấy. Ê, bữa nay dù có gì kể cho mình nghe. Nghe nói người rảnh quá. Ta đi họp hội tối ngày, tức là họp trong cái cõi vô hình á. Thì cái lâu lâu cái thường nói hiền thơi Quyền Châu lên tâm sự với phu quân. Tại mình nói chuyện với người ở Long Cung mà cõi kia mình phải nói theo cái tiếng kia, phải không? Cái bắt đầu lo Quyền Châu nói về tâm sự với sư phụ, chứ mình đâu có nói là Hạnh Thảo em về nói chuyện với anh, trời bả nằm nhà bả ngủ mà. Quyền Châu là khác nha. Cái lo lo cái kêu Thượng Bình về nói chuyện với huynh à, thì đó là có mấy cái đó. Cho nên khi mà những cái tiếp chuyện đó, nó có những cái câu của mấy cái người đó nói, chứ sư phụ với Mai Thảo với Hạnh Thảo đâu có nói gì nhiều đâu. Chỉ sư phụ nói cái này thôi.
Cho nên mới mốt mấy con mà nói á, để là nguyên thần. Cái ngoài kia tao có hiểu. Thứ hai là một, một là hai. Rồi có làm cái tức cười lắm. Cái giống như từng rồi á, ngồi đây có cái ông Tây Tạng á, là ông chơi bùa chơi nhã không? Cái thằng nào của thuộc trưởng là ổng á, thuộc mệt thuộc ở lại cái góc đó ngồi thiền đúng không? Cái thuộc mới hỏi thiên nhãn sao lúc đó vô không, không dùng thần thông đuổi trưởng ông lại đi. Cái nói người cũng phải tập cho quen, phải tự lượng sức mình phải không? Thế là ngồi trong này nè, có những người mà cho bùi cho ngải là thần thông cái thù không có trị bệnh được cho người khác, là cứ lo đối phó với người đó không à, rồi nó hao cái nguyên khí của vô bụng. Rồi cái thù mới hỏi thiên nhãn chứ nếu như vậy tôi làm gì sai thì vô cũng bị tội vậy? Cái thì điểm tránh liền nha, lập tức không, ngươi có thể là làm sai, ta không thể nào làm sai. Trời, ông nói lại câu vậy đó, tại vì nó là cái sắp phàm thụ làm sai mà cái nguyên thần không thể nào làm sai. Ghê không? Tại vì cái xác phàm của mấy con cũng giống vậy, xác phàm nó có thân khẩu ý, khi mình ham dục ham sân ham si là do cái xác phàm mình, còn cái hồn của mình á, nó không có chịu trách nhiệm. Nó chỉ chịu trách nhiệm là khi nào nó thấy cái xác phàm mấy con làm sai mà nó chỉnh không được á, là nó làm cho con bệnh liệt ở nhà hoặc là chết sớm để nó đừng có bị tội. Chứ đừng có nghĩ là cái xác làm sai cái hồn lãnh hết đâu à. Trừ khi những người mà quá sức hung dữ, ăn cướp ăn trộm giết người á, thì cái đó thì mấy vị dùng cái danh từ gọi là nó đã đánh mất cái linh hồn nó rồi. Còn những người còn lương tri không có đánh mất linh hồn là cái xác phàm bị bệnh trong cái đời đó để trả lại cái quả của cái đời đó, thì cái hồn nó nhẹ tội hơn. Còn cái những người mà giống như gangster hay là tụi mafia thế này nọ đó, là nó hung dữ, là nó đánh mất cái linh hồn đó, nghĩa là nó không có khe cái linh hồn đó nữa, hiểu không? Mà nếu mà con người chúng ta mà sống song song mà vừa hiểu chúng ta có cái linh hồn đi chung với cái thể xác là chúng ta có đại phước, nếu mà chúng ta hiểu rõ như vậy. Còn trình độ mà học hỏi về xuất thế gian hay về linh hồn hay về nghiệp quả đó là tùy theo căn cơ và phước của mỗi người. Chú Hộ là người đã ngộ ra, giống như Thượng Bình cũng đã ngộ. Ngộ mới hy sinh cho mọi người, mới thương hết vạn vật, thương hết chúng sanh thì mới đi độ chúng sanh. Còn người chưa có ngộ vẫn là cái của tôi, những gì tôi đang có là tôi phải gán giữ, tôi không muốn mất. Đó là những người chưa ngộ. Cho nên trong đó có câu thiên nhãn nói chuyện với Quyền Châu á, là khi nào muội biết được ý nghĩa của cuộc đời thì lúc ngày đó muội sẽ là người sống hạnh phúc nhất thế gian, hiểu không? Nghĩa là cha thượng đế đã ban xuống cho ba đứa trẻ song hành đi cứu độ chúng sanh, nhưng mà có những người có tiền của có giàu có hạnh phúc đầy đủ quá thì họ cứ không đủ thời gian để mà enjoy với cái đó, thì làm sao mà có giờ để mà enjoy đi giống như kiểu sư phụ nàng ngày nào cũng ra đường, cũng lên mạng nói chuyện, thì cũng làm chuyện này chuyện kia, xây dựng này xây dựng kia để cho hậu thế, tức là thương chúng sanh. Một cái việc làm nhỏ giống như ngày qua mình đi mua một đống cây để cho núi cũng là cho hậu thế đúng không, thì là thương chúng sanh mới làm như vậy. Thì trong tương lai núi này nhiều người lên thì hôm nay mình phải trồng, chứ đợi đến lúc đã trồng biết chừng nào nó mới lên. Sư phụ mua 120 cây bông hồng, sau này tất cả hội thiên trên thế giới về thăm sư phụ, mỗi đứa lấy cái bông hồng là sư phụ tặng hết. Hôm nay sư phụ mua 120 cây á, 120 bụi loại cao vậy nè, cỡ chừng sẻ tay vậy đó, sau đó mọc như rừng ở trên này luôn. Ngày qua mấy thầy trò đi mua cây. Thôi đọc tiếp đi, cái này còn dài lắm. Chừng nào sức mạnh có thừa, diệt trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân. Cái câu này phải chiêm nghiệm lại nghe. Gương trung nghĩa thánh thần cảm động, rồi có ngày mở rộng cơ quan,
từ Nam ra Bắc xa ngàn, như nhưng lòng phải một mới toàn mưu hay. Trừ dù có đắng cay ráng chịu, đợi cơ trời kết liễu thù chung. Cơ trời kết liễu thù chung, làm cho rõ mặt anh hùng, làm cho địch thủ rùm rùm bó tay. Ủa bài thơ này hãy nghe, nó còn viết bài thơ này bỏ riêng cho nó cho ta đọc. Ở đây Đức Quỳnh giáo chủ muốn nói đến chúng ta qua ẩn ý này là chúng ta sẽ làm rõ mặt anh hùng, tức là làm rõ mặt thiên tử, tức là rõ mặt sư phụ. Thánh nhân khi tìm được ra ngài, đó là thời điểm cơ trời đã đến. Và Đức Thầy đã ca ngợi vị anh hùng này trong câu: khí thiên liêng sông núi nhiệm màu, hung đúc giống anh hùng vang bốn bể. Cái bài này năm 1989 là người cũng ở Mỹ, một nhà báo thì cũng là đạo hòa hảo, thì họ gom lại hết tất cả. Trong thời đó sư phụ chưa xuất hiện thì họ chỉ viết như vậy thôi. Hôm nay sư phụ tình cờ lấy lại trên mạng đọc lại, thì trong những cái năm trước sư phụ chỉ xuất hiện năm 2017-18 ở núi Thiên Long Sơn, trước đó chưa có ai biết sư phụ là ai, đúng không? Thì những cái người mà đi tìm thiên tử, tìm Minh Dương khắp thế giới luôn á, tìm đủ hết rồi. Rồng đâu nữa, thời đó làm gì ai mà biết có rồng. Mà hôm nay mấy vị sống chung với mình rất là hiện hữu, đúng không? Rồi sư phụ đang ngồi đây, đúng không? Nhưng mà ở thập niên 90, thập niên 2000 á, là người ở San Jose, những bác già đó bây giờ chắc chết rồi, cũng đạo hòa hảo. Họ đi tìm tri cứu theo những cái kinh sấm của Đức Thầy, thì họ có những cái chủ báo á, họ viết lên báo, họ đi tìm. Thì bây giờ con đọc con cũng hiểu nè. Và một lần nữa chương trình cũng khẳng định nhân vật anh hùng đó trong câu bảo giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành, hay những câu sấm khác của chương trình như sau: chó vẫy đuôi đón mừng Chúa Thánh, chó vẫy đuôi đón mừng Thánh Chúa, ăn no ủng ỉnh lợn kêu ngày, hay phá điền thiên tử giáng trần, hay một cơn sóng dậy đất bằng, thánh nhân ra mới cứu hàng sinh linh, hay câu sấm khác của ngài giảng trình như sau: chó vẫy đuôi đón mừng Thánh Chúa, ăn no ủng ỉnh lợn kêu ngày. Khi nào phá điện một cơn sóng dậy, có nghĩa là một cuộc chiến tranh bất ngờ xảy ra ác liệt, xảy ra vô cùng kinh thiên động địa, khiến cả núi đồi sông biển đất đai rung chuyển khắp thế giới, và đã làm một số núi đồi phải chịu san bằng, một số làng mạc thị trấn thành phố bị biến mất nên bản đồ thế giới. Cả hai sự kiện này tương đồng cùng lúc biểu hiện xảy ra trước sau không xa nhau lắm, thì lúc ấy thiên tử mới xuất hiện, mới lộ thân, và thế giới lúc ấy mới nhận ra thiên tử của Việt Nam chúng ta là thiên tử của thế giới qua ý trời. Đến khúc này á thì sư phụ sẽ xuất hiện, nhưng mà giờ sư phụ xuất hiện trước để cho người ta có sự chuẩn bị, một số người để ủng hộ. Nhưng mà 35% nước Việt là 35 triệu mấy người thương sư phụ hiện giờ luôn á, đạo thiên tâm. Phần còn lại thì lửng. Mới cách đây không bao lâu, có những đứa mà ngồi khi sư phụ tiếp chuyện với mẹ đó, Phật mẫu nói sau này nước Việt Nam á sẽ đổi lại hình bản đồ trái tim, là trái tim thiên tâm á. Mà bây giờ nước Việt Nam nó ốm nhách à, mà sư phụ không có tưởng tượng. Rồi bữa mẹ nói rõ ràng đó, mẹ nói sau này nước Việt sẽ đổi lại thành bản đồ trái tim, tức là nó lớn khủng khiếp. Mà làm sao mà thành được trái tim? Thì bây giờ trong câu sấm có nói sau chiến tranh và thiên tai địa chấn cùng xảy ra một lúc, thì nước Việt Nam sẽ biến đổi hình dạng. Thì lúc đó cả thế giới bắt đầu mới chú ý lại nghe những cái lời mà của sư phụ nói ngày hôm nay. Chỉ có sư phụ mới cứu được nước Việt, cứu được thế giới thôi, ngoài ra không ai cứu đâu. Thì nước Việt Nam sẽ là hình trái tim nghe. Cho nên là sau này người ta sẽ đeo trái tim khắp cả trước cổ.
bữa nay mình ngồi đọc sấm cơ không cũng lâu rồi đúng không, lỡ đọc đọc luôn á. Thì lúc đó đó, ở cái bài này của cái ông này ông viết là người ta mới nhận ra thiên tử của nước Việt Nam qua ý trời, hay những câu sấm bởi sự giáng bút của thiên cơ của Thánh Mẫu Vân Hương, tức là Thánh Mẫu Liễu Hạnh đó, năm 1938 tại đền Ngọc Hồi bên bờ Hồ Hoàng Kiếm, cho mừng tân chủ rõ ràng Việt Nam tiếp bước lên đàn hồi hương. Long Hoa vẫn thuở biên cương là con cháu Việt vẫn thường vẽ vang, hay câu sấm của Tệ Trung Bồ Tát năm 1252-1313, Địa Tạng Chu Ma Bách Tính Tôn Phục. Tiên tri của Notre Dame cũng lên tiếng ca ngợi một nhân vật sẽ xuất hiện đó trong nay mai, ở vào giai đoạn chúng ta đang sống, với những từ ngữ hết sức trân trọng. Ngài sống hành động trên thuận ý trời, dưới đẹp lòng dân. Trong câu sấm, thiên sứ sẽ thấy ở các phần đất phía Tây nước Mỹ, Ngài sẽ cai trị và nắm giữ các luật lệ trên trời và dưới đất. Không ai thấy sức mạnh châu Á bị hủy diệt cho đến khi con số 7 lên ngôi, lên nối ngôi. Và câu sấm, năm mà con số 7 lớn lao hoàn tất, thời kỳ đó những trò chơi tàn sát lan rộng khắp nơi, không xa lắm với đoạn kết của thiên niên kỷ cuối, khi mà người chết sẽ rời bỏ mộ phần. Người chết rời bỏ mộ phần tức là thời nay đó, giống như bữa hổm sư phụ sinh cha đó, đưa 50 triệu người về trời, chết vì Covid, chết vì trời sư phụ tái sanh đó, là sư phụ thường thường đó, là tiễn rất là siêu á, Việt Nam mình gọi là siêu đó, bữa hổm á. Thì cái này của ông Notre Dame ông nói nè, còn ông cũng nói là Chúa Giêsu trở lại là từ Á Châu mà. Lễ phục sinh, lễ Easter là Chúa trở lại là Easter là Á Châu. Ở hiện giờ bên tờ Thánh Vatican á, cũng biết sư phụ đang ngồi đây. Họ cũng có những nhà gọi là thánh linh thần học họ biết, nhưng mà họ chưa thừa nhận sớm quá. Họ cần thêm một chút thời gian nữa. Bữa hổm sư phụ ngồi nói chuyện với ông Pare ở dưới núi mình à. Thụ nói chuyện với ông Peter này nghe, nói chuyện với đủ vị hết, chỉ có Chúa Giêsu thụ nói không được, thì làm sao thụ nói chuyện với thụ được. Còn ông nào thụ kêu tới là cũng tới cho nó, ông nào cũng là ngày không à. Ông Peter mới là vui á, Peter là ông cầm cuốn sách á, 12 người đệ tử của Chúa đó, là thụ kêu ông tới là ông tới, cũng nói chuyện. Ông nói là bên Vatican là ta biết ngài, nhưng mà người ta chưa có thừa nhận. Chứ không phải người ta không có người nhà nghiên cứu đi tìm đâu. Tại vì xưa sư phụ có nói mà, khi ta trở lại không ai nhận được ta. Và ta, khi ta có một cái quốc vương của ta đó, tiếng nói của ta sẽ lan rộng toàn cầu, thì các ngươi sẽ nghe. Bây giờ sư phụ chưa làm vua, sư phụ chưa có nói được. Người nào hôm nay có đại phước hữu duyên lắm mới nghe được bây giờ. Thì những cái gì trong kinh thánh nói là y chang, sư phụ không có làm sai. Tại cái cuộn phim này á, là sư phụ đã đóng rồi. Hôm nay sư phụ chỉ diễn lại và người giống như là thua gai để chỉ cho mọi người từ chút thôi. Chứ nó y chang vậy ha. Nếu không y chang á, sắm cờ Đức Thầy hôm nay cũng chặt sao. Bây giờ cũng vẫn chút, nhiều cái điều chúng hết. Ông ta xuất hiện tại Á Châu và hết sức tự tại tại Mỹ Châu. Đúng rồi, bốn qua nay năm 81 rồi lang thang sống ở dĩa hè, rồi giờ lên làm chủ ở vùng Silicon Valley là tự tại tại Mỹ Châu, rồi mua cái dãy núi ở bên bờ Tây nước Mỹ là dãy núi mình 500 mẫu nè. Nó thì Notre Dame đã nói nè, cho nên Notre Dame nó cũng chút mà hàng nghìn năm rồi đó. Ông ta xuất hiện tại Á Châu, tức là sanh ra tại Á Châu và hết sức tự tại tại Mỹ Châu. Qua câu sấm, dù được trông đợi từ lâu, Ngài không quay trở lại, Ngài sẽ xuất hiện tại Á Châu, nhưng tự tại ở Mỹ Châu.
và ngài xuất phát từ căn nguyên Hermes và câu sấm: người từ phương Đông sẽ vượt đường xa để tới phương Tây, tức là đi vượt biên đó. Trên tay người cầm cây thần trượng, cái hổ cái thần trượng đó, cái đó là thần thông lắm, ai bị ma nó thụ đập trên đầu á. Tại vì mấy ông rồng á, mấy ông kêu thụ làm cái đó để mà mấy ông ngự ở trong đó, khi đi đâu á thì mấy ông nhiều lúc nằm trong cái cây, hoặc là nhiều lúc mấy ông bay đi phải không, mấy ông có thể thu thân nhỏ lại vô trong cái cây như vậy của sư phụ, vậy sư phụ để nhà bữa chút. Trong số nhiều người bị lưu đày ra các đảo, hồi xưa sấm cơ của Notre Dame họ không có hiểu là đi vượt biên, mà họ chỉ nói là bị lưu đày đi ra các đảo. Thì trong đó có là Thánh Chúa Minh Quân, tức là sư phụ, tức là mình đi vượt biên thôi. Nhưng mà thật sự con thấy á, lúc mà Thái Lan hải tặc đó, nó bắt số người Việt Nam mình đài ra cái đảo Koh Kla đó, đảo của hải tặc đó, nó cũng là đảo, nhưng mà ngày xưa người ta không có biết được là rời khỏi nước mẹ rồi đi lang thang khắp thế giới. À đúng rồi ha, đảo Cô Cu, đảo Ga Lăng, đảo Palawan, đảo của Phi á, cũng là trúng á, rồi gọi là đảo rồi. À cái ông này cũng nói trúng là đảo. Để sư phụ vô là vô đất liền, vô sông La. Ở mà sông La cũng đảo, Holo Bi Đông cũng đảo. Ủa vậy là ông này cũng nói trúng á. Trong số nhiều người bị lưu đày ra các đảo, có một người sinh tại hai cái răng ở vùng vịnh, họ sẽ chết đói, cây cối bị tuốt trụi lá. Đối với họ đây là vị vua mới, đạo lực mới rèn luyện họ, và những câu sấm chống lại những người màu đỏ. Các tôn giáo lớn sẽ đoàn kết lại màu hồng và giữ bối cảnh chính trị thế giới. Muốn nói lên sự thật, người đó phải ngậm miệng lại, và đến thời điểm cần thiết, người mà mọi người trông đợi lại đến muộn. Giọng nói êm dịu của người bạn thiêng liêng được nghe rõ, ngọn lửa con người cháy rực rỡ để tiếp nhận tiếng nói thiêng liêng. Điều này sẽ làm cho mặt đất nhuộm máu các tu sĩ độc thân và tàn phá các đền thờ thiêng liêng của bọn tu sĩ tà uế. Vào những ngày cuối trước một cuộc tàn phá khác, khi mà giáo hội đồi trụy lên đến đỉnh cao nhất của sự trang nghiêm và cao cả, lúc đó một người phát xuất từ nhánh con từ lâu khô cằn sẽ xuất hiện. Ngài sẽ giải thoát các dân tộc trên thế giới khỏi sự nhẫn nhục chịu đựng và tình trạng nô lệ tự nguyện, và đặt họ dưới sự che chở của Marx, một người mang nhiệm vụ phá sạch những đền thờ và tôn giáo bị sự ảo tưởng và tham lam biến cải. Ngài sẽ phá hủy các tảng hơn là con người mà tai chứa đầy những hoa ngôn xảo ngữ. Một nhà thống trị thị học và một nhà tiên tri thế kỷ thứ 19, Blavatsky, đã tiên đoán. Một sứ giả tâm linh được gửi tới phương Tây với một thông điệp và tinh thần hoàn toàn mới lạ. Vào thời điểm cần thiết, người mà mọi người trông đợi lại đến muộn, có nghĩa là khi nhân loại phải chịu một tai họa vô cùng khủng khiếp thì thiên tử ngài mới xuất hiện. Có lẽ lúc đó nhân loại mới bừng tỉnh, mới tỉnh ngộ, tỉnh mộng, mới nhận ra ngài, mới đón nhận những lời ngài kêu gọi. Cho nên bây giờ ngài phải ngậm miệng lại đến khi thời điểm cần thiết ngài mới xuất hiện muộn, như câu sấm của Notre Dame đã viết: nếu cách đây trên 10 năm ai mở miệng nói Hồi giáo sẽ mở cuộc thánh chiến chống phương Tây, chống Mỹ, thì sẽ bị người ta cho là kẻ điên cuồng, điên khùng, kẻ dở hơi, kẻ ngu si dốt nát, chẳng hiểu biết sức mạnh thật sự của một nước siêu cường. Vì làm sao mà có thể xảy ra được như vậy? Nhưng cho đến hôm nay thì mọi việc đó có thể đã và đang sẽ xảy ra đúng như những gì đã được mô tả, và sự thật của nó càng ngày càng xảy ra vô cùng khốc liệt, đúng như những lời tiên tri.
Lord Charmet đã tiên đoán cách đây 440 năm về trước qua những câu sấm tiên đoán sao giáo phái độc ác của những người Hồi giáo sẽ đến giấu kín vũ khí dưới tà áo thụng. Thủ lãnh của nó sẽ chiếm đóng Florence và đốt cháy nó hai lần. Họ đưa ra những người thông minh, sắc sảo nhưng không thể tôn trọng một thứ luật pháp nào. Ai ông ảo chổng kêu tao im vậy. Thời đại đầy hung bạo, chết chóc, bệnh dịch và tồi tệ, một trận tấn công xâm lăng thật khủng khiếp của người Hồi giáo hay trong những trận đánh của những chiếc thùng to xe tăng. Họ sẽ tuyên bố rằng sức mạnh kháng chiến của Hồi giáo, những người mặc quần áo, chăn cù, tàn sát ban đêm đã bị đập tan trên những núi cao, những dòng suối máu trong những thung lũng sâu hay khi lưỡi kiếm kết hợp với cái áo ở sau những đang lên cao nhất, bệnh dịch, nạn đói, chiến tranh, chết chóc. Trong tay các nhà quân sự có thể đến gần một cuộc đổi mới toàn diện hay một quả tiễn cháy rực trên bầu trời đêm gần nguồn sông Rhone. Nạn đói và chiến tranh đến gần. Mọi giúp đỡ đều quá trễ khi Iran tổng động viên để xâm lăng Macedonia. Chẳng sớm thì muộn, bạn sẽ chứng kiến những thay đổi kỳ lạ, kinh hoàng, cực độ, trả thù ghê gợm của những thiên thần của mặt trăng, của quy mặt trăng và bầu trời tiến gần đến bàn cá người, gần đến tên cuối cùng của đấng tiên tri sẽ lấy ngày của Diana là ngày nghỉ bình lặng. Một số lượng thật lớn bạc rồng của Diana và thủy tinh Hermes, các hình ảnh sẽ phản chiếu trên hồ. Người điêu khắc tìm kiếm đất sét mới, ông ta là những người theo ông ta sẽ được nhúng trong vàng mặt trăng lúc trong lúc nửa đêm. Người hiền giả tuổi trẻ một mình dưới tâm mình đã thấy điều đó. Học trò ông mong muốn trở thành bất tử thân xác ông rực lửa. Hay câu sấm sau đây của Thánh John, tông đồ trong sách Khải Huyền. Rồi tôi thấy thiên đàng mở tung ra và này một con ngựa trắng, một vị cưỡi ngựa được gọi là đấng trung thành chân thật trong sự công chính. Ngài sẽ xét xử và gây chiến tranh. Mặt Ngài như có lửa cháy bừng bừng, trên đầu Ngài có nhiều dương niệm và tên Ngài được viết ra nhưng không biết ai viết được tên Ngài là gì ngoại trừ chính mình Ngài. Ngài mặc áo trắng đã được nhúng trong máu và người ta được biết gọi tên Ngài, lời nói của Thiên Chúa. Và các đạo binh thiên quốc mặc áo lụa niệm trắng và tinh tuyền cưỡi ngựa trắng theo sau Ngài. Từ miệng Ngài tủa ra một thanh gươm sắc bén dùng để chém giết các dân tộc, và Ngài sẽ cai trị các dân tộc bằng một cái roi sắt. Và Ngài đạp bồn nho của cơn thịnh nộ của Thiên Chúa toàn năng. Trên áo Ngài là bên hông Ngài có tên của Ngài là Vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Khải Huyền 19.11 Dash 16. Ây da, đọc cái này vẫn mệt. Từ từ chút nữa. Tại mấy cái này á, bên Công giáo họ hiểu hay những người Mỹ họ hiểu, nhưng mà mình cũng cần đọc để cho mệt. Bữa nay đọc xong cơ. Chí tiên đã khẳng định rằng là tiên tri thì không bao giờ tiên đoán những việc xảy ra trong quá khứ
hay sự kiện đã xảy ra rồi, mà những lời tiên tri nói về nhân vật này phải là người sẽ xuất hiện trong tương lai khi Thiên Chúa lên ngôi hay giáng trần theo sấm của Thánh John. Tông đồ viết thì đã thuộc về quá khứ. Và sự giáng sinh của ngôi lời đã được Kinh Thánh nói rõ ràng. Ba đạo sĩ phương Bắc cũng lên đường tìm Thiên Chúa giáng sinh. Theo ngôi sao dẫn đường, Ngài ra còn có các thiên thần trên không trung tưng bừng ca hát, chúc tụng ngôi hai giáng thế và những mục tử hiện diện chung quanh hang đá cùng bò lừa đối với Thiên Chúa. Tái lâm trong tương lai thì Ngài sẽ đến trong vinh quang từ trời đến hiển nhiên. Khi thiên chức và thượng đế chứ không phải là một thân phận loài người nữa, chứ không cần giấu giếm gì ai. Còn nhân vật Jerubbaal được nói đến ở đây đang sống dưới trần gian là một nhân vật bí ẩn mà chỉ có người Chúa chọn mới biết mình là ai. Như Chúa đã từng nói, tên Ngài được nói ra rất nhiều nhưng không ai biết được Ngài là ai. Ồ, câu này cũng hay đó. Trong Kinh Công giáo của nó, tên Ngài được nói ra rất nhiều, thiên tức gì tối Ngài mà chẳng ai biết Ngài là ai. Thưa đang đọc Kinh của bên Công giáo nha. Ngoại trừ chính mình Ngài, có nghĩa là Ngài được chọn trong thời kỳ mạt pháp này để thực hiện ý định của Thượng Đế, thực thi ý định của ông trời. Ngài là người chuẩn bị cho Thiên Chúa ngôi hai tái lâm, tức là reborn, chứ hộ là reincarnation, giống như tai nạn này nói. Còn Chúa là chứ hộ là Jesus reborn. Cũng như Joan tiền Hova ra đời để chuẩn bị cho ngôi hai giáng sinh cách đây hơn 2000 năm. Bây giờ Kinh Thánh đã được mở ra qua Bible Code, thiên tai dồn dập đang xảy ra nhiều hơn, chiến tranh khủng bố, vô thần, phiến quân bọn quân phiện tiêu diệt chủng tộc, đòi đất thánh, tất cả những việc ấy đã xảy, điều ấy đã và đang xảy ra và hàng ngày một cách khốc liệt, tồi tệ hơn, khiến ta nghĩ rằng tất cả những gì đã và đang xảy ra vào thời mạt pháp của chúng ta là sắp sửa ứng nghiệm. Như vậy, con người mà Thượng Đế chọn vua chúa, lãnh chúa, trong tương lai, Ngài sẽ không phải là một người hiền từ. Trời trời, sứ hộ mà không hiền từ. Sứ hộ là bề ngoài cứng như trong mà từ bi, để hủ trên trời đã là Phật rồi. Nhưng mà xuống thế gian này có những cái con không có thể mà hiền từ để dạy họ được. Giống như cái nối này, cái hộ hiền từ ở trên nó ma sói hoành hành cả năm, con thấy không, rồi làm hư một đống đệ tử mong cầu. Cái hộ từ đầu á mà ra tại đâu có đâu, mà nếu ra tại thì cái lịch sử của đạo Thiên Tâm nó không có hay, cho nên nó cũng có cái này mất cái kia. Trong phim mà phải có người xấu phim nó mới hấp dẫn thôi. Trong tương lai, Ngài sẽ không phải là một người hiền từ sống đạo đức khép kín trong bốn bức tường. Đúng rồi, hồi đâu có tụ đâu. Câu này bên Kinh Thánh nói đúng. Chỉ biết ăn chay hẻm mình, hy sinh cầu nguyện làm lành đánh dữ, mong không dám xông pha dấn thân vào xã hội để lo cho đời, cho đạo, để đấu tranh cho lẽ phải, cho công bằng, cho công lý, cho chính nghĩa của dân tộc. Đúng, tôi không thuộc dạng đó. Cho nên có nhiều người nói, ồ sao Ngài lập đạo rồi hôm nay Ngài nói chính trị. Thì trong Kinh Thánh có nói, nếu không xong phai sao cứu dân Việt được. Nhưng mà từ bi á, nó nằm trong lòng, nó có cái từ bi trong lòng rồi. Cho nên bữa nay mình đọc Kinh Khải Huyền hay ha, nói y chang như phụ nói. Trong những lời tiên tri Bible của Chúa có nói đến một dân tộc ở tận cùng phương Bắc sẽ tham gia vào trận chiến ác liệt này, mà Chúa gọi trận đánh đó là trận đánh Armageddon, tức là tận thế đó, Armageddon vô cùng khốc liệt và bi đát. Chúng sẽ hủy diệt nhân loại khủng khiếp,
Có thể gọi đây là một trận đại chiến thứ ba. Có 10 chết 7, còn 3 chết 2, còn 1 mới ra Thái Bình. Hay tiên tri của Amos trong Cựu Ước cũng tiên đoán có 10 chết 9. Có nghĩa là 1.000 người chỉ còn 100 người, 100 người chỉ còn có 10 người. Những lời tiên tri đã nói ra trên đây là hầu hết những lời tiên tri trên thế giới cũng đã và đang ứng nghiệm vào giai đoạn mà chúng ta đang sống. Một ngày, một hiển nhiên rõ rệt hơn, đó là những điều cảnh tỉnh toàn thể nhân loại hãy mau mau thức tỉnh, ăn năn sám hối, cải thiện đời sống. Các sinh viên có điều kiện được đi du học ra nước ngoài để trao dồi nghiệp vụ, khả năng chuyên môn để trở thành những người tài đức. Sau này trở về canh tân xứ sở, xây dựng đất nước ngày một tiến bộ, công nghiệp ngày một hiện đại, ta đưa máy móc thiết bị tối tân để cải tiến nông thôn. Cải tiến nông thôn để dân đỡ khổ, có người đỡ vất vả, mọi người dân sống được ấm no, xã hội thăng hoa, dân sống thịnh vượng, đất nước an lành, ai cũng vì dân, vì nước, quyền lợi dân tộc và tôn giáo đều quên mình để cống hiến, hy sinh xây dựng và phát triển cho dân tộc giàu nước mạnh. Nếu ai đã từng đọc và nghiên cứu rõ sấm cơ của Ngài Trạng Trình đã thấy được rằng tương lai Việt Nam sau này có thể chúng ta sẽ lấy lại được những mảnh đất đai thuộc về tổ tiên của dòng giống Việt Nam đã bị mất do Trung Hoa. Ở trên này mấy vị dùng danh từ Trung Hoa. Như đoạn sấm như sau: non đài vắng vẻ bấy lâu nay, có một đoàn xà đánh lộn nhau, vượn nọ leo cành cho sỉ bóng, lợn kia làm quái phải sải đầu, chuột nọ lâm le mông cắn tổ, ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu. Hồ ngựa đủng đỉnh bước về tàu. Hôm ở trên rừng rầm mới dậy, tìm về quê cũ bắt ngựa tàu. Sấm Trạng Trình, bài 2. Nghĩa mệt 2 phút, còn 15 phút nữa mới hết. Đọc mà cũng mệt nữa. Những cái bài này á, người mà không có si mê về tâm linh á, xuất thế gian họ không bao giờ họ hiểu. Nên hôm nay họ phải đọc. Họ chỉ bỏ lên cái clip họ nghe đến phút nào cái họ bận cái bắt đầu mang nghe tiếp. Nhưng mà nhiều khi cái họ có thể mà họ ngộ á. Có những cái mấy đứa họ thiền cũng chưa biết, đọc luôn. Nghe này nó là hết rồi. Thánh Chúa Minh Quân xuất hiện vào năm 2021. Kể từ 9.000 năm trước, Thượng Đế và cộng đồng chư Phật, chư Thiên, chư Thánh, chư Thần đã sắp đặt một cuộc chuyển đổi thế gian vào thời kỳ 3. Kỳ 3 đây cũng chính là 3.000 năm cuối của một đại nguồn 9.000 năm. Cho nên việc chuẩn bị đã được tính toán kỹ càng, không một mai sai lệch, rất phù hợp. Khi 3 năm cuối cùng của thời mạt Pháp, một vị Đại Bồ Tát
cũng đã được Thượng Đế cho đầu thai xuống thế làm người. Do sự sắp đặt chú toàn nên vị Thánh Chúa Minh Quân cũng phải mang thân như mọi người, và cũng phải mượn một phương pháp của Thượng Đế khai mở vào thời kỳ hạ nguyên mạt pháp, và Ngài cũng phải rốt ráo công phu tu luyện đạo để trở nên đắc pháp và giác ngộ. Rồi chờ đợi mấy chục năm qua, cho đến 3 năm cuối cùng khi thiên cơ tàn phá thế gian vào các năm 2017, 2018, 2019, thế gian lộ diện Ngài chính thức xuất hiện vào những năm 2017, 2018 và 2019 để thực thi thiên mệnh vô cùng quan trọng và vĩ đại mà Thượng Đế đã giao phó cho Ngài nơi trần hạ, và phải chịu khổ một cách cùng cực. Ngài cũng phải du hành nhiều nơi trên quả đất. Ngài luồn sống lăn lộn vào cõi hồng trần để cùng thấy, cùng biết. Cùng thấy, cùng biết, cùng chịu khổ đau với muôn người, cùng chia sẻ. Cho nên mọi việc ở thế gian không việc gì Ngài không từng trải qua. Do sự đi sát với mọi người như thế nên Ngài hiểu tường tận kẻ tốt, người xấu. Dĩ nhiên tất cả mọi bước chân của Ngài đi đến đâu cũng đều có sự quan sát của cộng đồng chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần bảo vệ trong vô hình. Chính vì vị Thánh Chúa Minh Quân là người Việt Nam nên mới có những cuộc dọn đường và khai mở đạo pháp từ Phật Thầy Tây An, Sư Giải Bán Khoai của Đức Bổn Sư, Đức Phật Chùm của ông Thanh Sĩ, của học giả Hồ, và nhất là Đức Ngô Minh Chiêu sáng lập ra đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hầu rao vãn về một Thánh Chúa Minh Quân, về hội Long Hoa, về Đức Phật Di Lặc ra đời. Thiết tưởng những công cuộc mở đường ấy chỉ với mục đích đưa loài người, nhất là Việt Nam chúng ta, chuẩn bị đón chờ ngày vinh quang cho Việt Nam cùng toàn thể mọi người trên thế giới. Trước đó vào thế kỷ thứ 16 ở Việt Nam đã có nhà tiên tri Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết rất cụ thể, sau 500 năm một vị Thánh Chúa Minh Quân sẽ xuất hiện đến. Vị Thánh Chúa ấy hiển nhiên là một người Việt Nam, và Ngài sẽ cầm cân nảy mực thế gian này, nhất là đưa nước Việt tới rạng ngời trên thế giới về tất cả mọi mặt, nhất là về mặt tâm linh. Lược lại một số câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: một cơn sóng dậy đất bằng, thánh nhân ra mới cứu hàng sinh linh, lược thao văn võ tài tình, mới hay phú quý hiển vinh lạ lùng. Phải có một cuộc biến thiên biến địa vào đầu thế kỷ 21, và cụ thể nhất vào 3 năm cuối cuộc chuyển đổi long trời lở đất, cho nên mới gọi là một cơn sóng dậy đất bằng. Với sự hiểu biết của mọi người, thiết nghĩ không cần phải khai giảng nhiều về câu này, và ai cũng hiểu sấm dậy đất bằng sẽ như thế nào. Thánh nhân ra mới cứu hàng sinh linh, sinh linh đang đồ tháng, đang chán trường vào thời cùng tận nhiễu nhân, cho nên khi thánh nhân ra lúc ấy, thế gian này loài người này mới được cứu rỗi. Dĩ nhiên thánh nhân chỉ xuất hiện sau một cơn sấm dậy đất bằng, và khi sinh linh đồ tháng mới cần đến bàn tay của Ngài
đưa thế giới loài người đến an bình. Bởi qua tài đức của Ngài, như cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, lược thao văn võ tài tình mới hay phú quý hiển vinh lạ lùng. Giờ bữa nay có cái bông mà. Hả? Ra nước mắt sống. Chứ không phải thùa khóc nha, này có gì đâu khóc. Khi Trạng Trình cho biết về tài đức của Thánh Chúa, lược thao văn võ như Miêu Thuấn, trí cao như Cao Quang, võ như Hạng Đế, Hạng Đế, tài văn võ của Ngài song tòa đem con người đến phú quý, hiển vinh lạ lùng. Mời độc giả đọc tiếp câu sấm sau đây. Đất lành khởi phát Tây Phương, điềm ròm giấy lục là tường vua sinh. Từ nhiều năm qua, nước dâng từ biển, từ trời trút xuống, nước từ các dòng sông tràn ngập, đã đem đến cho muôn người biết thế nào cái gọi là điềm ròm giấy lục. Lội nên trong lòng thủ đô Hà Nội, Sài Gòn, lục lội tràn khắp thành phố. Chưa bao giờ có hiện tượng ngập lụt như những năm vừa qua. Việc lục lội như thế có thể để chứng minh câu điềm ròng giấy lục là tường vua sinh không? Hỏi là điềm ròng giấy lục là tường vua sinh không? Tức là nước Việt Nam lũ lụt trong những năm gần đây thì cũng là một cái trong những cái câu sấm của Ngài Trạng Trình đã nói sư phụ xuất hiện ấy. Chẳng lẽ sư phụ xuất hiện đó là lục lội để cho dân khổ? Cũng không đúng. Tại vì cái câu sấm là câu sấm để là báo động cho ta biết thôi. Và câu ông trần ấy bậc thánh minh, lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi nào. Câu này ông trần là bậc thánh minh. Cộng sản nó đặt ra ông trần dần với Nam Cao Ly, cái họ trần phải không? Tầm lao, không có đúng. Cho nên mấy người ngu mà nghe lời cộng sản là càng ngu thêm á. Ông Trần là ai phải không? Là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là sư phụ của sư phụ. Thì sư phụ có tổng cộng là 6 người sư phụ, là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đức Phật Thầy Tây An, Tổ sư Bồ Đề, và Thượng Đế Công, Phật Thích Ca, Phật Di Lạc. Thì 6 vị sư phụ dạy sư phụ mỗi ngày trong mười mấy năm nay. Cách đây 3-4 tuần trước, 6 tuần trước chứ, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Ngài có dạy á, sau này á, con á, là phải lấy từ bi xóa hận thù, lấy ân báo oán, và con cũng sẽ như ta, là quên, không có thanh toán chuyện nội bộ á, là quên thù nhà, giống như Ngài Trần Đạo là quên thù nhà mà lo việc ngoại xâm, lo việc nước, là trở về nhà Trần, tức là hội viên hồng nhà Trần. Thì trong cái câu này á, là ông Trần là bậc thánh minh, mà ngày xưa sư phụ cũng đã làm vua nhà Trần. Thì cái câu này là ông Trần nhìn nói là ông Trần là bậc thánh minh. Ông Trần là bậc thánh minh, lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi nào. Mà thời xưa ông Trần nhìn làm gì biết chúng ta đi ra hải ngoại? Các ông thấy có make sense không? Không có máy xe, 500 năm trước mình còn chưa đẻ ra nữa, Việt Nam làm gì có vượt biên. Mà ở đây có nói là ông Trần là bậc thánh minh, tức là sau này khi bộ Việt Nam á, lập lại hội Long Hoa là hội nhà Trần á, là trở lại nhà Trần, hội Viên Hồng. Sau năm 1975, theo dòng người di tản, có một vị có chân mệnh là người Việt Nam xuống chế độ đời cũng phải nổi trôi theo dòng người Việt Nam di tản, cho nên mới có cuộc di tản sau này là vượt biên, vượt biển vĩ đại nhất hoàn cầu. Mình đi vượt biên á, tổng cộng là thời đó là 2 triệu mấy, gần 3-4 triệu người chết dưới biển, 1 triệu mấy người. Mà lịch sử Việt Nam mấy đứa trẻ bây giờ lớn lên 50 tuổi cũng chả biết vượt biên là gì, có thấy vô lý không?
Trong khi vỏ thì sáo, con nhỏ khùng á, nó bị mấy ông Việt Minh xúi nó chết cái lạ thành anh hùng. Trong khi mình 1 triệu mấy người chết và bị cướp hải tặc Thái Lan nữa, ở khắp tất cả trại tị nạn trên thế giới, vậy mà lịch sử Việt Nam chả ai biết gì hết. Bởi vì con nhỏ kia bữa nó 30 mấy tuổi, nó thấy chiếc thuyền của bộ đội ở dưới chân núi, nó cũng chả biết chiếc thuyền đó là gì nữa, nó đâu có biết vượt biên là gì. Nói trên đời này tức cười không, chuyện đáng biết nó không biết mà chuyện không biết nó lại biết. Cũng như bây giờ Việt Nam có cái phong trào cái nóc nhà đỏ đó, thật sự nó không có cái vụ đó. Cái đó là hư hại môi trường, nó sơn nước sơn đó mà nó hứng nước nó uống cho nó chết á. Tại nước sơn nó sẽ chốc ra, nó ô nhiễm đất rồi cây cối rau xung quanh rồi sống. Cho nên đừng có ngu mà sơn cái cờ đỏ sao vàng trên nóc nhà nghe. Sơn sau này tôi bắt bôi không kịp á. Nó không có, nó chỉ là Photoshop thôi, còn có biết không? Đó là tào lao. Ở Việt Nam cái gì cũng chạy theo á. Thứ thiệt đây không chạy mà chạy toàn cái gì đâu không. Để đọc cho hết này, nãy mình nói clip này cũng hơi lâu rồi. Cuộc vượt biển vĩ đại nhất toàn cầu, bởi toàn thể mọi người đã ra đi mà không cần đến hộ chiếu hay thông hành. Đến nhà thế nhưng lại được thế giới đón nhận và ân cần chăm sóc. Việc vị Thánh Chúa Minh Quân là người Việt Nam có mặt trong dòng người di tản nhằm tránh sự truy sát và dĩ nhiên là bảo toàn chân mệnh. Đồng thời Ngài cũng có thời gian nhìn thế giới loài người bước vào thời kỳ nhiễu nhương mạt pháp. Chính thế cụ Trạng Trình mới cho biết ông Trần ấy là bậc thánh minh lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi nào. Cái bài thơ này á, mà của một người viết vào khoảng cũng thập niên 1990, thì họ cũng đi tìm sư phụ, tại họ coi theo sấm chân trình, theo sấm cơ, thì họ mới làm ra những cái này. Hôm nay những cái người mà làm ra mấy cái bài này cũng chết hết rồi. Thì sư phụ đọc lên, chứ không phải tự nhiên mà đến năm 2017-18 rồi mua núi Thiên Long Sơn rồi xuất hiện núi Thông Long Sơn. Người ta đã biết trong tương lai có thiên tức kiệt xuất hiện. Ông Trạng Trình biết, sư phụ là Minh Vương nước Việt, đức thầy biết, cha biết, cả bản thân sư phụ biết, những đứa đệ tử ruột biết. Mà những người này họ cũng biết, nhưng mà chẳng qua là cuộc đời nó ngắn ngủi đó, họ đều đi hết rồi, họ chờ không có nổi. Nhưng mà những cái lời này cũng là coi như là cảm ơn, trân trọng, quý báu của những người mà chuyên nghiên cứu về sấm cơ, thì mình mới có cái bài hôm nay mình đọc, không hiểu không? Nhưng mà là ngược lại, ở cái thời văn minh này, cái thời vật giá này, rồi kinh tế, rồi Covid bệnh tật, rồi thời nước Việt Nam nhiễu nhương, không có cơm no ăn đại đâu, rảnh đâu mình nghiên cứu mấy cái này. Chứ nếu mà những cái quốc gia khác mà nó có những cái người mà giỏi viết về cái này, người ta nghiên cứu, người ta cũng quản hồn á. Cái nước Việt của mình á, chí á, chạy theo bầy đàn thì giỏi, mà nghiên cứu về học thức sức thế gian thông minh á, chỉ có một số lượng những người hiểu thôi. Còn những bao nhiêu á, toàn là cộng sản mục đích nó dựng lên thầy, lên chùa, cả triệu ông thầy. Rồi cuối cùng Thích Trân Quang hôm nay cũng lòi cái đuôi ra, đuôi chồm ra. Rồi thầy Nhật Từ cũng lòi ra. Mục đích nó đưa lên cho đã, cho nổi tiếng cả nước Việt. Rồi nó cũng là nó giật sạch cái hình tượng của mấy ông thầy đi xuống. Hôm nay có ông thầy ở bông đi ngoài đường cũng y như vậy. Để làm chi? Mục đích cộng sản là nó cho toàn thể dân tộc nước Việt là chính sách ngu dân, là không có tin tôn giáo, chỉ tin có Hồ Chí Minh và đảng. Cho nên đó là lý do tại sao là cái chiêu trò của họ. Họ cũng là người đưa lên, tại vì mấy kênh YouTube với truyền thông VTV gì cũng là nó. Nó đưa cho đã, ông Thích Trân Quang lên. Hôm nay nó giật Thích Trân Quang xuống dưới hầm cầu. Để làm chi? Để mất lòng tin. Con hiểu không? Tức là không có tin. Một quốc gia mà mình không có tin những nhà lãnh đạo tinh thần thì quốc gia đó là gì? Quốc gia nhiễu nhũng loạn, chỉ tin theo màu sắc, chỉ tin theo ba cái nhạc của Nam Hàn bùm bùm bùm, rồi bebop, tầm bảy tầm bạ không à. Mấy đứa nhỏ bây giờ con thấy nó mù mù ghê gớm không? Thì quốc gia này gọi là mất gia mất gốc. Mất gốc nghĩa là gì? Mất gốc quốc gia dòng quốc á.
chúng ta không còn phong tục, không còn lòng tin, không còn tiếng nói, không còn lịch sử nữa, không còn Trần Hưng Đạo lơi lai, rồi không còn Đinh Bộ Lĩnh thế này thế nọ, tụi nó đâu có biết mấy cái đó. Là mất gốc, là mất quốc gia. Đó là mưu mô của Trung Cộng đó, biết không? Trung Cộng nó ở sau lưng đó, nó làm như vậy. Hôm nay Trung Cộng cũng kêu mấy ông có chức quyền hiện giờ đang nắm quyền, thừa thế xông lên, bắt hết những thằng chống tao, phe miền Nam, vô tù hết. Chứ thật sự Tô Lâm đâu có nở ra tay. Làm sao bắt thầy mình được? Tô Lâm sao bắt Nguyễn Tấn Dũng được? Nhưng mà khi Trung Cộng nó ra tay á, là 10 Nguyễn Tấn Dũng cũng chết á, đúng không? Nó làm sao nó suối, là phải làm thôi. Cho nên không có tình đồng chí trong lúc này đâu. Đừng có ỷ lại. Đã di tản ra hải ngoại mà vẫn phải ẩn mình, tại sao lại như vậy? Vì thời cơ chưa đến, cộng với lòng người còn mang nhiều thù hận, chính kiến và cuộc di tản để lại quá nhiều đau thương. Do đó, nhiều liên lụy, đặc biệt lòng người vào giai đoạn này có nhiều xáo trộn. Do các cá nhân nổi dậy chống lại sự cai trị của chính con người, cho nên vị Thánh Chúa Minh Quân mới phải ẩn dật để bảo toàn tấm thân. Ngày nào lên đây cũng phải hỏi ông Sơn Thần, ngày Sơn Thần bữa nay ở đây có ai không? Giống như hai tuần trước có mấy tình báo Hòa Nam đúng không? Rồi có mấy người Việt Cộng len lỏi ở đây đúng không? Cho nên ngày nào trước khi gặp ở đây hiện giờ như cũng 70-80 người phải không? 70-80 người, cả chục cái máy quay phim. Ngày nào cho hộ cũng phải scan trước có địch không? Có địch là trốn, có địch là đâu có làm được cái clip. Nhưng mà nếu mà có địch tới đây là cho hộ làm gì phải không? Xin lắm, Sơn Thần đuổi mấy người này xuống. Mấy ông làm sao không biết? Một là nó bị tiêu chảy, nó chạy ra khỏi xuống núi. Hai là nó đói bụng, nó ngứa, nó cũng phải đi xuống núi. Ba là vợ nó kêu điện thoại nó cũng xuống núi. Mấy gì khiến ngay lắm. Sư phụ thử nhiều rồi. Cho nên thằng nào mà lên đây quậy quậy là sẽ có triệu chứng là phải bỏ đi à. Chứ nó không có chịu nổi cái âm thanh của sư phụ. Thì mình ở đây mình mới có cái clip. Toàn là dùng thần thông mà không có thần thông là chết. Không phải dễ đâu. Minh Quân mới phải ẩn dật để bảo toàn tấm thân, đồng thời bảo mật chờ đợi ngày thiên cơ thanh lọc trần thế hoàn hảo. Lúc đó ngài xuất hiện kịp thời ứng phó với thời thế. Sau năm 2024, bây giờ chúng ta theo dõi tiếp câu phá đồng mới chịu ngôi cao. Năm kỷ sửu tức là năm con trâu, muốn phá đồng cày ruộng phải nhờ đến sức trâu để chuẩn bị cho việc phá đồng. Việc phá đồng này nói lên lúc toàn cầu phải đổi thay, nên phải vào mùa bầu cử nước Mỹ năm 2024. Toàn nước Mỹ là mọi người trên thế giới mới chứng kiến cuộc bầu cử vô tiền khoáng hậu. Cuộc đổi thay là ngơ ngẩn toàn thể dân chúng Mỹ, và nhất là làm sững sờ nhân loại một vị ứng cử. Dĩ nhiên sau cùng của sự đen tối và cuộc chuyển đổi sang một thế giới mới, một loài người mới, do vậy một vị tổng thống có lòng yêu nước như ông Trump sẽ bình trị lại toàn thế giới, và trong đó ngài cũng là đi tiên phong cho nước Việt thanh bình. Đúng 1.000 năm trước, với sự nghi lễ cổ truyền thực hiện qua màn trình diễn của một bô lão đóng vai vua Lê Đại Hành như thật cây cày ruộng đằng sau,
Các cô gái quê lúa gieo mẹ, đây là một cuộc nhắc nhở của Thượng Đế. À, cũng là sự chuẩn bị cho sự xuất hiện của vị Thánh Chúa Minh Quân vào năm 2024. À, lúc thiên cơ đã bày dậy, bây giờ thiên hạ rủ nhau tìm về, cùng nhau bình trị bốn bề, nước Nam lại đổi quốc kỳ Việt Nam. Nước Nam lại đổi quốc kỳ Việt Nam. Nhưng mà bao nhiêu cái sấm cơ bữa mình bỏ lên đó, là Bắc Trung Nam như rắn mắt đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Làm sao mà không tìm về cho được sau khi đất trời đổi thay, đến tận cùng muôn vật đổi thay, toàn thể con người đen tối hiện thành những người tâm thức trí, rồi do thức tâm tỉnh trí, rồi do vậy mà có người hiểu biết ra, chỉ còn biết chờ đợi sau sự cố biến thiên biến địa, biến khí biến người. Đến khi ấy sự chờ đợi vị Thánh Chúa Minh Quân đã chín mùi, cho nên rầm rộ tìm đến theo ngày để câu sắm của cụ Trạng Trình thành sự thật. Tất cả mọi người Việt Nam khi ấy sẽ cùng với Ngài bình trị bốn bề để đưa đến việc nước Nam lại đổi quốc kỳ Việt Nam, đưa Việt Nam vào nhân loại cùng tiến bước đời sống tân dân minh đức, mở ra kỷ nguyên hòa bình vĩnh cửu nơi trần thế, cũng nhằm mở đường cho vị Thánh Chúa Minh Quân là người Việt Nam xuất hiện đúng lúc, đúng giờ, nên Thượng Đế đã cho nhiều vị Phật ra đời ở miền Nam Việt Nam từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 20. Đặc biệt Thượng Đế cũng cho khai mở những đạo như đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo để mà dọn đường cho Thánh Chúa Minh Quân. Mục đích của bí pháp này ra đời để cho chư vị nhiệm vụ xuống độ đời, chuẩn bị cho công cuộc thay đổi vĩ đại 36 tầng trời trở xuống cho đến 70 tầng đất trở lên. Cho vậy môn phái đạo trời pháp Phật sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới, đem về một mối. Đại hội Long Hoa, sau khi mở đại hội Long Hoa, có Đức Phật Di Lạc thuyết pháp bằng điện quang hào quang sáng hoặc từ trường dưới cội Long Hoa. Vậy sau khi khai pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí, càng khôn toàn thể con người và muôn vật được biết đến Thượng Đế duy nhất, chỉ có một cộng đồng chư Phật, chư Tiên, chư Thánh hòa hợp thế giới đại đồng. Nhà tiên chi kinh Thánh đạo vậy. Mệt đã làm biến đọc. Còn chút nữa gắng đọc cho xong. Nó hết bên trong cái clip mà này con đọc đi, ở đây ngồi đọc giùm cho hùng khúc, cho người nghĩ mệt
Và cái này chừng 7 phút. Chấn động 7 gì đó. Chấn động 7 dự ngôn về thánh nhân cứu rỗi nhân loại thời mạt thế. Đáp án về sự phục sinh của thần thánh sẽ được phá giải ở phương Đông. Vị thánh ấy sẽ ban phúc cho đại địa, mở ra một thời kỳ vô cùng phồn vinh thịnh thế cho an toàn thế giới. Ngày lễ quan trọng của phương Tây, lễ phục sinh Easter, là kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu, cũng là ngày nên đón thần trở lại. Tuy nhiên, tại sao ngày lễ phương Tây trọng đại này lại lấy tên là Easter? Người đến từ phương Đông, Trần Bằng, tiên sinh trong chương trình Thám Sắp Giữ Động Kiến, tìm tòi và thấy rõ, đăng ngày 7 tháng 3 có nhận định rằng lễ phục sinh tại phương Tây là một dự ngôn nói về sự xuất hiện của Đại Thánh. Đại Thánh nhân phương Đông thời mạt kiếp. Trong bài còn chia sẻ thêm các dự ngôn của các nhà tiên tri ở phương Tây. Xa thì có Notre Dame, gần thì có Edgar Casey. Jin Kisan. Ở phương Đông thì có dự ngôn trong các sách cổ như Cách Am Dị Lục, Mã Tiền Khóa, Thôi Bối Đồ, Thiêu Đỉnh Ca. Vậy thì Đại Thánh nhân được miêu tả như thế nào? Dưới đây là bài chia sẻ của Trần Tiên Sinh. Nói đến dự ngôn, mọi người đều không lạ gì, nhất là các tác phẩm như Thôi Bối Đồ, Thiêu Đỉnh Ca của Trung Quốc hay các thế kỷ của phương Tây. Những dự ngôn này cách đây ngàn nghìn năm, nhưng chúng đã đề cập một cách minh xác rằng tương lai nơi phương Đông bí ẩn sẽ xuất hiện một vị thánh nhân. Sự xuất hiện của Ngài sẽ vớt thế nhân và khai mở kỷ nguyên mới. Nhà tiên tri người Pháp Notre Dame vào thế kỷ 16 đã lấy thơ Bốn Hàng để viết các thế kỷ, trong đó có rất nhiều bài đề cập đến sự xuất hiện của một người phương Đông phi thường. Tương lai ông sẽ mang đến biến hóa lớn cho toàn thế giới. Dưới đây, chúng ta sẽ giải thích một bài ngữ ngôn để mọi người cùng tham khảo. Dự ngôn của Notre Dame. Chân dung Notre Dame do con trai Caesar vẽ. Notre Dame, bài thơ thứ 29 thuộc thế kỷ thứ 2, viết rằng một người phương Đông rời khỏi quê hương ông ấy, vượt qua đại dương, đến dãy núi bờ Tây nước Mỹ. Ông sẽ đem đầu trời, hải dương và băng tiết siêu việt, dùng thần trượng để hoán tịnh thế nhân. Trong bài thơ thứ 75 thuộc kỷ thứ 10, Notre Dame viết rằng Ngài sẽ lưu lại châu Mỹ trong thời gian dài, trong đó Ngài mới quay lại châu Á. Từ Hermes vĩ đại, Ngài sẽ vượt lên hết thảy các vị vua phương Đông. Hai bài thơ này nói về cùng một người, một vị thánh. Người phương Đông sẽ đến từ phương Tây, ở lại đó một thời gian dài, tương lai sẽ quay trở lại phương Đông. Uy vọng của Ngài ấy sẽ vượt trên hết thảy các vị vua trong lịch sử phương Đông. Hermes là sứ thần đưa tin trong thần thoại Hy Lạp, trong tay cầm một cây thần trượng với đầy đủ pháp luật, có thể khiến người đang trầm mê say ngủ lập tức thức tỉnh. Cho nên vị thánh nhân phương Đông sẽ thông qua pháp lực của cây thần trượng để thức tỉnh thế nhân. Notre Dame trong bài thơ 49 thuộc kỷ thứ 3 viết rằng trải qua 500 năm thế nhân mới chú ý sự tồn tại của Ngài, là vinh dự cho thời đại đó. Khải thị vĩ đại đang xuất hiện chỉ trong nháy mắt. Người ở cùng thế kỷ với Ngài sẽ có được sự sung túc tự đại. Notre Dame sinh năm 1503, ông chỉ rõ sau thời đại của các thế kỷ, 500 năm
chính thời đại chúng ta hiện nay, những người trong thời đại này, bất kể là Đông Phương hay Tây Phương, đều đã được khải thị của Thánh nhân phương Đông Notre Dame trong bài thơ 266 thuộc kỷ thứ 3 viết rằng trường phái triết học mới mà Ngài khai sáng sẽ thịnh hành, vượt lên đến hết thảy sinh tử, kim tiền, phú quý và danh vọng. Ý chí của Đức, mạch núi không cản nổi, chỉ một tiếng hơ hay tập hợp, vạn người sẽ hồi ứng. Cũng trong thời kỳ thứ 3, bài thơ 296 viết lại rằng Pháp sẽ chi phối đất đai của địa cầu, xung quanh Syria, Do Thái, Palestine, đế quốc gian mã sẽ sụp đổ, đế quốc giả mang sẽ sụp đổ, thế kỷ của mặt trời sẽ quay lại. Hai đoạn thơ trên nói rằng vị thánh phương Đông sẽ dẫn dắt tín ngưỡng thần thánh, sẽ đề xuất một loại triết học, từ đó dẫn dắt nhân loại nhận thức lại mới vũ trụ, tư tưởng của thánh nhân phương Đông và lý luận triết học của Ngài sẽ khai sáng nền văn minh rất mới. Thế kỷ của mặt trời là một tượng trưng ở đây chỉ sự an cư lạc nghiệp, sau đó sẽ đưa đến thời đại hoàng kim. Từ những bài thơ khác trong các thế kỷ, Notre Dame đã từng dùng từ như tân thánh nhân, thánh ngôn, thánh tâm để miêu tả về thánh nhân. Từ những từ này có thể thấy rằng vị thánh nhân trong tầm mắt của Notre Dame ở vị trí vô cùng cao siêu, trang nghiêm, từ bi và thần thánh. Dự ngôn của nhà tiên tri ngủ gật Ezekiel. Ezekiel được biết đến là nhà tiên tri ngủ gật của nước Mỹ. Từ ngày thế kỷ 20 đến khi tạ thế, khoảng gần nửa thế kỷ, ông đã vì mọi người mà giải mã nguồn cơn của nhiều bệnh tật và kiến nghị phương pháp trị liệu. Việc giải mã của Kaga hoàn thành trong lúc ông ngủ. Trong lúc ngủ, Kaga có năng lực nhìn thấy được không gian khác, hình tượng ở không gian khác. Những thứ đó không chỉ hiện trước mắt ông, do đó ông có thể lý giải nhiều điều huyền bí của sinh mệnh, nhân quả luân hồi. Từ đó đã khai cánh cửa lớn vượt thời gian cho con người. Sách Cách Am Di Lục thế kỷ 16 của Triều Tiên do đại học giả Nam Sư Cổ đạo hiệu Cách Am viết. Thời thiếu niên, ông đến núi Kim Cương và hữu duyên gặp được một vị thần nhân. Ông bèn đem những điều thần nhân nói chép lại thành văn tự trong Cách Am Di Lục, nhữ ngôn rằng vô nghi Đông Phương thánh nhân xuất, nhược nhị Đông Phương bất chi thánh, anh mẹ Tây nhân cánh giải thánh nhược, thị Đông Tây bất chi thánh, cánh thả thương sinh, nại thả hà. Những câu này nói rằng thánh nhân từ thiện, thánh nhân từ thiên thượng xuất thân ở phương Đông. Nếu người phương Đông không biết thánh nhân thì phương Tây như người Anh, người Mỹ lại lý giải được Ngài. Nếu cả người phương Đông và phương Tây đều không nhận thức được. Cái này nói là giống như người Mỹ á, hồ ở Mỹ phải không? Sau này người Mỹ á, nếu mà hồ đầu thai là người Mỹ, mà hồ nói lên 5 năm nay gì cũng trúng, nhất là giờ cũng cảm. Con nghĩ hồ nổi tiếng cỡ nào không? Chỉ có người Việt mình á, khi thấy con cua mà sắp bò ra khỏi cái nồi á, đã lôi đầu xuống à. Người Việt mình á, không gọi là mà hay có cái tài đố kỵ nhau mà không có nâng đỡ nhau. Đó là do cái truyền thống hay là do ngày xưa mình bị chù ém như thế nào của bên Trung Quốc mà không bao giờ đoàn kết.
Đó là câu của mấy dì nói. Nhưng mà sau này tất cả mọi thứ nó cũng đâu vào đó lại. Tôi sẽ sửa lại hết những cái nết xấu này trong tương lai. Mã tiền khóa của giai các lượng. Mã tiền khóa cũng như dự ngôn về thời khắc thánh nhân cứu quốc nhân loại lúc nguy nan, dự đoán tình huống bị cực thái lai khóa 12 nói rằng: chừng hoạn cứu nạn, dị duy thánh nhân dương phục nhi trị, hối cực thanh minh. Ý nghĩa là cứu giúp hoạn nạn duy trị có thánh nhân, dương phục nhi trị, hối cực thanh minh. Hai câu này có nghĩa bề mặt là khi ánh sáng mặt trời trở lại thì sẽ trị lý bình thường, đêm tối cùng cực sẽ có ngày tươi sáng trở lại. Hai câu cuối còn có nghĩa là sau khi đại nạn khủng bố chiến tranh qua đi, nhân loại sẽ tiếp nhận vào thời kỳ thịnh thế. Dự ngôn thôi bỏ đồ. Thôi bỏ đồ chiều đường cũng dự ngôn về giác giả đến từ phương Đông, tượng hình nghĩa thứ 59 tụng viết: nhất nhân di đại thế giới phúc, hữu chấp thiên đồng bạc khứ trúc, hồng hoàng trách bạch bất phân minh, đông nam tây bắc tận hòa mục. Bài thơ này miêu tả vị thánh nhân sẽ mang đến hạnh phúc cho thế giới. Người được cứu độ không phân biệt màu da, tất cả mọi người sẽ sống trong cảnh hòa bình thịnh thế. Trong tượng thứ 44 tụng viết: phương Đông kinh kim hữu thánh nhân, tuy phi hào kiệt giả chu thành, tứ di trùng dịch xưng thiên tử, bị cực thái lai cũ quốc xuân. Bài thơ này nói phương Đông đương đại sẽ xuất hiện thánh nhân, vị ấy tuy không là hào kiệt nhưng cũng có thể thành công vì quốc gia bốn phương phiên dịch trước tác phẩm của ngài và gọi ngài là sứ giả thiên thượng. Cuối cùng tất cả những gì phụ nói năm nay nó sau này sẽ in thành một đống sách, và tất cả những gì phụ nói sẽ dịch ra tất cả các thứ tiếng trên thế giới. Cho nên ngày xưa phụ nói một lời phụ nói là nó lưu truyền đến nhiều nghìn năm rồi, cả hiện giờ đang quay luôn. Khi mà thế giới họ tin rồi á, họ hơn nước Việt mình gấp triệu lần á. Tại sao ông Lý Hồng Chiếu nổi tiếng là vì người Tàu họ có tới 1 tỷ mấy, huống chi người đủ loại người Tàu trên thế giới. Thì khi một người Hoa đó mà họ nổi tiếng á thì cả thế giới cũng chạy theo. Số hữu chỉ là người Việt Nam, mà người Việt Nam mình lại có quốc cộng, rồi lại thêm Bắc Trung Nam, cho nên tiếng nói của số hữu rất là lớn nhưng mà cuối cùng nhỏ xíu, là vì do chính mình tiêu diệt mình. Cũng giống như hiện tại cũng vậy. Công an thì muốn triệt hạ tất cả những nhà chính trị, những nhà yêu nước, để cho bắt đầu nước mình thằng Miên nó cũng xâm lắng, Trung Cộng nó cũng bắt đầu tấn công, không có đoàn kết. Nước có chút bẻo thôi mà lại không đoàn kết. Ở trong nhà mình có mấy anh em không đoàn kết thì người Mỹ, người ngoại quốc họ đâu có bao giờ thừa nhận mình, họ đâu có giao du kinh tế với mình, tự mình diệt mình á. Nhưng mà nhờ như vậy á, nước Việt nó giàu đen tối bị cực, đến khi thời thu hộ sẽ trở thành thái lai. Tại thu hộ đã ghét mấy vụ này, đã kinh nghiệm mấy cái này rồi, sẽ làm ngược lại hết. Sau này sẽ thống nhất tiếng nói, ra pháp lịch, đi ra công cộng, ra chợ Bến Thành, ra đi đường phố, một là nói tiếng Bắc, hai là nói tiếng Nam, ba là nói tiếng Trung, chọn đi một thứ, không có 3-4 thứ. Còn muốn về nhà muốn nói tiếng nào nói, ở trong trường học nói một thứ để mình có đoàn kết. Thiêu bó ca của công thần khai quốc Triều Minh Lưu Bá Ôm. Thiêu bó ca, bài ca bánh nướng của Lưu Bá Ôm Triều Minh, cũng dự ngôn về thời kỳ nhân loại tiến vào mạt hậu, tình huống của thánh nhân phương Đông. Chúng ta cùng xem Chu Nguyên Chương, tức là vua nhà Minh, lập nhà Minh, và Lưu Bá Ôm, một người hỏi một người đáp, sẽ tiên báo gì? Hoàng đế hỏi: lúc mạt hậu ai sẽ truyền đạo? Lưu Bá Ôm đáp: bài thơ bằng chứng rằng
không tướng Tăng cũng không tướng Đào. Mấy con thấy sư phụ có giống Tăng không? Không phải không? Mà nói chuyện là cũng là biết về đạo Phật nhiều đúng không? Là cũng chẳng tướng Tăng, cũng chẳng tướng Đạo. Đội mũ long cù bốn làng. Cái này á, thì khó giải thích. Mà sư phụ có cái thích đầu cái nón đó. Tại là lúc trước núi nó lạnh quá đó. Đội mũ long cù nặng bốn làng. Chân Phật không ở trong tự viện. Cái người mà lập đạo không bao giờ, không có phải là nhà tu, cũng không có phải là ở trong bên đạo Công giáo hay là ông cha hay ông thầy, cũng chẳng có học từ bên Nho giáo hay Khổng giáo, cũng chả đâu ấy. Chân Phật không ở trong tự viện. Ngài là Di Lạc Nguyên Đầu Giáo. Di Lạc là gì? Đức Thầy là Phật Di Lạc. Phật Di Lạc ở trên trời. Đạo Thiên Tâm chúng ta có từ ở đâu xuất thiên trên trời hàng nghìn năm mới trển. Xuống thế gian thì chỉ là lập lại và truyền tin thôi. Cho nên sư phụ là Di Lạc số 2 là truyền thừa. Khi Đức Thầy sẽ xuất hiện, Ngài sẽ là Di Lạc Thức Thiệt là số 1. Sư phụ nói chuyện với Đức Thầy hoài chứ bộ. Thầy Di Lạc Hạ Phàm tại ở đâu? Hoàng đế hỏi. Lưu Bô Ông Đá nghe thần nói đây. Giáo chủ Vị Lai lúc hạ phàm không ở tể phủ làm quan viên, không ở hoàng cung làm thái tử, cũng không phải chúng tăng nơi đạo viện, mà giáng sinh nơi một nhà cỏ hàng vi rải vàng pháp lý đạo lý khắp yên chữa bắc. Nghe là chú sanh ra, mấy con biết câu chuyện 513 câu rồi đó. Trời ơi, sanh ở dĩa hè mà chạy giặt mà. Lúc đó năm 1965 Bắc Trung Nam, B52 là miền Bắc, ở miền Trung là đại lộ Kinh Hoàng, miền Nam là đầm lầy Cán Gáo, nó guồng bố, nó giết của Mỹ. Thì lúc đó nhà của sư phụ bị cháy, thì mẹ sư phụ có bụng 9 tháng thì phải sanh chạy giặt thì sanh ngoài đường thôi. Thì cái đó có kể lâu rồi. Giáng sinh nơi hàng cỏ, máng cỏ hàng vi. Cái này nó còn tệ hơn máng cỏ của Chúa nữa. Tại lúc chạy giặt á, đến lúc mà từ ở vùng miền Tây á, mà sanh ở ngoài trường học như người ta cho mấy người tìm tản cư á, ở thôi. Cái máng cỏ còn được ấm cúng hơn. Trong cuộc đối thoại này có miêu tả thánh nhân không phải là hòa thượng, không phải là đạo sĩ, cũng chẳng phải là thái tử, mà sinh ra trong gia đình hàng vi, đem đạo lý truyền rộng khắp năm châu. Sau này nhân loại chỉ cần học một thứ của sư phụ thôi, đi làm á, làm cho giỏi, kỹ sư cho nhiều tiền, sư phụ lập nghiệp là con số 0, bàn tay trắng. Hôm nay cái hẹn cả tỷ đô. Bữa hôm cách đây mấy tuần sư phụ nói chuyện với ngài một vị lớn ở bên nước Việt. Ở sau này nước Việt bây giờ không còn tài nguyên gì nữa. 80 năm á, từ ông Lê Dững già cho tới ông thời nay, không ông nào mà không hút máu của nước mẹ Việt Nam, hút sạch luôn á. Không ông nào mà không hối lộ hết. Không có thằng công an nào mà không hối lộ hết á. Nó, hiện giờ nó ra bộ, nó bắt là nó chút ống ra thôi. Mày ăn trước mày no, mày chút cho tao mớ. Đó là vậy thôi, không có ông nào không có lộ. Cái nguồn máy là gì? 80 năm mẹ Việt Nam giống như sữa nè con hút đi, máu nè con hút đi, hút cho sạch. Từ dầu hóa tới rừng tới biển, chả còn cái gì hết. Sau 80 năm hút đến mẹ Việt Nam bây giờ chỉ còn bộ xương thôi á, mà còn chưa chịu tha nữa. Mà cũng may là mẹ Việt Nam gân cốt còn gieo dẻo dai. Chứ gặp như Phi Châu hay là Mỹ hay những nước Nam Mỹ là tiêu rồi. Trời ơi, cái xã hội gì đâu mà 80 năm toàn là hối lộ không. Tài nguyên Việt Nam rồi bây giờ không còn trong quốc nội thì không còn tài nguyên. Thì gửi người đi hải ngoại để làm thuê làm mướn, để mà đem tiền cho mấy ổng. Đó là quốc gia Việt Nam mình như vậy.
cái sư phụ mới hỏi ngài đó là mai mốt tôi lên làm vua dân nó không cần biết tôi là thiên tử hay là thánh nhân hay là siêu phàm vân vân nó đâu cần biết, chỉ cần biết cái bao tử no rồi đúng không, thực tế mà phải không, phải làm sao cái mỏ vàng mỏ ngọc đâu, rồi tiền ở đâu tôi có để mà tôi cứu dân, mà trong khi tôi lấy ăn báo quán tức là mình không có được tịch thu tiền của mấy ông nội đó nữa, rồi kiểu mấy ông đóng thế tượng trưng thôi, còn như là đi ra làm ăn trở lại là mình mừng rồi, tức là không có được đụng tiền tới người ta mà lại làm sao có tiền để nuôi dân trong những tháng những năm đầu. Cái mấy vị mới nói làm sao không, mấy vị trả lời làm sao mấy con biết không, ngày lúc qua Mỹ bàn tay trắng dựng sự nghiệp bằng tay trắng, thì bây giờ ngài về ngài dựng sự nghiệp nước Việt từ đống đổ nát cũng phải bằng tay trắng, ngài sẽ làm được, tôi tin tưởng. Trời, mấy ông nói cậu dù chán dán luôn đó. Cái nước Việt nó khác, cái công ty nó khác đúng không, diều rơi có lúc ta lại thả diều á, tức là làm ăn nó cũng có thất bại và phá sản rồi. Vậy mà mấy ông nói vậy, ngài làm được tất cả những gì Thượng Đế đã sắp đặt cuộc đời của ngài đều là học hỏi, cả cái núi Thiên Long Sơn này cũng là thao trường học hỏi, cả cái công ty cũng là một cái một quốc gia nhỏ nhỏ nha, trong đó nó cũng có quân thần, cũng có người nịnh, cũng có politics, cũng có xiên xỏ, nhân viên là cũng là dân đúng không, ô nó cũng y chang vậy đó, tức là cái nguồn máy thụ rành hết. Rồi dựng nước Việt sau này mấy vị cũng nói vậy, ngài sẽ dựng bàn tay trắng nhưng mà nước Việt sẽ thành cường quốc. Cái hỏi tiền đâu, cái mà ông chỉ sao, tiền là cái tâm từ bi của ngài đó, sẽ đem cả thế giới đến đổ tiền vô cho nước Việt. Trời, ông nói câu thù quảng hồn á. Tôi thấy cha sắp đặt rất là tinh vi, con thấy không, từ chút mấy ông nói là tiền là cái kho tàng là nằm trong trái tim của sư phụ á, sau này thế giới thương nước Việt là nhờ cái tim này nè. Để đọc cho hết cái này đi rồi mình ăn cơm. Bữa nay nó hơi lâu. Tại thời khắc nguy nan, sự xuất hiện của Thánh Nhân đến từ phương Đông đã mang đến pháp lý đạo lý rải khắp bốn phương. Điều quan trọng là hiện tại chúng ta có may mắn gặp được Ngài để Ngài cứu giấc hay không, sau đó tiếp nhận vào thời huy hoàng thịnh thới hay không mà thôi. Phiên dịch Kinh Thánh, sách Thánh Kinh phiên dịch năm 1995. Nãy giờ phụ đọc là từ thập niên 90-95. Những cái nè, mấy người này nè. Mà những cái người này á, họ có nói câu cuối cùng, kết thúc họ nói: chúng ta có may mắn gặp được Ngài cứu giấc hay không? Thời đó thì ổng nói câu đó. Thời nay mấy con ngồi sát bên nè, đúng không? Thì cho nên mình phải vỗ tay cảm ơn cái ông này. Thánh Kinh phiên dịch năm 1995, tức là ông đã nghiên cứu sấm cơ rồi ông viết cho tới thời mình hôm nay để được đọc cái này, mà chắc là ông cũng uy tiên rồi, 30 năm rồi đâu còn mới nữa. Bài này bài cuối, tự sư phụ đọc cho sư phụ luôn nghe. Mà cái bài này nó có cũng lâu rồi. Đố ai biết được thánh phàm, biết người cứu thế mới hay anh tài. Ngu ngơ giả dại giả thần, trời ơi lên đây thụ có cái tên là câm điếc đuôi. Tại lúc mà ở cái núi á, là ông chùa Kim Sơn á, ông Thích Nhật Từ á, là ở đây là cả trăm cái chùa là đệ tử không ông à. Ông chửi kiệt, ông mở cái núi Thiên Long Sơn rồi ai đi chùa có ôn. Là chùa ổng chùa ở Kim Sơn ở dưới rùi rồi dưới này nè, không biết không? Dạ. Tại chỗ này cảnh đẹp á, cũng là núi, ở đó coi cũng là núi. Cho nên bị Phật tử chửi, không? Bị nhân viên chửi, mấy nhân viên đạo ông giáo nó dùng mình lắm. Rồi bị gia đình anh em chửi, bị bạn bè không chơi mình nữa, nói kiệt này có tiền nó bị điên rồi, tao không có chơi mày nữa. Cho nên lúc đó thuộc cô đơn lắm. Tối ngày trên này chơi với cây cỏ rồi làm này làm kia lặt vặt trên núi thôi. Trời ơi, tứ bề thọ địch. Chứ đừng tưởng mà mấy con mà bỏ tiền ra mua núi là người ta khen đâu. Cộng sản là không ưa mình rồi, đúng không? Quốc gia làm sao ưa? Cộng đồng sao ưa?
hồi đoạn nó càng không mưa nữa. Hồi đoạn nó đâu có ai điên đâu á, mà tiền đi bỏ khơi khơi trên núi như này, ta đầu tư xây nhà xây nọ. Cộng sản á, thì á, nó chụp mũ mình, nó nói mình chống cộng. Còn mấy ông hội đoàn á, quốc gia của mình á, thì nói thằng kia cả nhà Nguyễn Tấn Dũng, chắc nói bà con Nguyễn Tấn Dũng đem tiền qua đây mua núi rửa tiền. Trời ơi, đủ kiểu hết. Cho nên mình mà có chỗ mà ngồi hôm nay chỗ này á, là thua phải lì lắm á. Có mới có cái Thiền Long Sơn ra đời á, thì dễ gì. Thời đó đó Hoàng Kiều là lên ngôi lắm, trời ơi, lúc nào cũng nổi tiếng, đi đâu cũng có người đẹp. Gì Trinh Trinh á, Ngọc Trinh kế bên đó không, anh thì 70, em thì 27 phải không. Còn chú Hữu thì bị chửi, ổng thì được khen, chú Hữu thì bị chửi, bị cộng đồng, bị nhân viên, bị mọi người chửi. Thời đó thê thảm lắm. Mới gọi câu là ngu ngơ, dễ dại, giả thần, nửa mê, nửa tỉnh, nửa răng dạy người, nói năng làm việc dị kỳ, cợt đùa đủ hạn, vuốt râu của rồng. Đã có nhiều người đọc cái này trên online nhưng mà họ không có hiểu. Hôm nay sư phụ đọc lại giải thích thì điều là đúng, đúng về cái tánh của sư phụ 100%. Nói năng làm việc dị kỳ. Mấy con thấy sư phụ có làm việc dị kỳ không? Quá chừng kỳ dị luôn phải không? Rồi cợt đùa đủ hạn. Cợt đùa đủ hạn là ai? Bắt trọng mình cũng kêu tên ra, Thiên Phú Trọng. Hôm nay Bác Lâm á, đặt tên cho Bác Lâm là Thiên Thiên Tô Lâm phải không? À, để cho ông sám hót. Bữa nay thụ mới sáng hỏi Sứ Lâm, Sứ Lâm, bà Trương Mỹ Lan cốt là gì? Tại xưa giờ phụ quên để ý bà này. Chỉ bữa hôm chị cứu bà cho bà đừng có bị tử hình thôi. Bữa nay biết bà là gì không? Rồng á con, mà rồng vàng mà ở trên trời nữa. Thấy không, bà Nguyễn Thị Kim Ngân á, là sư phụ coi cốt bả là rồng, mà rồng dưới nước là bạch long, là rồng trắng. Còn cái bà Trương Mỹ Lan là rồng vàng. Trời ơi, hai con rồng cái này dữ thiệt á. Mà bà Trương Mỹ Lan là rồng vàng mà trên trời. Thằng Phạm Nhật Dượng á, nó là rùa mà rùa vàng. Cho nên phải có vàng là có tiền. Mấy người này có vàng là có tiền. Còn có bà rồng lửa đó là bà gì ta? Bà Phương Hằng phải không? À, Phương Hằng cũng là rồng, mà rồng lửa, rồng đỏ. Toàn là rồng không ạ? Nước Việt mình toàn là rồng không? Tức là họ cũng là có phước á. Họ đóng một cái vai như vậy để lật lên cái xã hội của nước Việt, lật ngược lại hết. Cho nên trong mắt sư phụ nó không có cái ranh giới giữa cộng sản và quốc gia. Nó chỉ có ranh giới giữa thiện nhã thôi. Tức là người thiện xuống dưới trần cũng đóng vai trong hàng ngũ cộng sản, người ác cũng đóng vai trong hàng ngũ cộng sản. Nhưng mà cuối cùng á, thì tất cả đều là một cái màn kịch của thời Hạ Quân này. Đến khi mà Đức Thầy và thời Thánh Đức á, là hội Long Hoa đó, những người này họ cũng là người hiền không à, họ cũng quay đầu lại hết với Thượng Đế. Trong đó có Tô Lâm, có Nguyễn Xuân Phúc, có Hoàng Minh Chiết, có bác Nguyễn Tấn Dũng, rồi bác Trương Tấn Sang. Ông nào sau này cũng lại Thượng Đế hết á. Không lại Thượng Đế lại ai? Chẳng lẽ lại Bác Hồ hả? Lại Bác Hồ, đi theo Bác Hồ xuống địa ngục. Mà ông đâu có ngu. Đi về thiên đàng sướng hơn, có 500 cô tiên đã hơn. Xuống địa ngục đâu có cô tiên. Có mấy con quỷ nhăn răng nó hùng đi. Trên trời có tiên nghe mấy bác. Thì mấy bác cuối cùng mới theo Kiệt đi, lại cha của Kiệt để được đi về. Còn lại Bác Hồ tối ngày mấy bác đi xuống hung mấy con quỷ dạ so dưới á. Muốn hung nào? Hung tiên đã hơn không? Tiên vừa thơm vừa đẹp. Hung quỷ á, vừa thúi vừa có răng nanh nó hung nó đi. Cho nên mấy bác sau này cũng theo sư phụ á. Thù biết trước mà. Người câu nè, cợt đùa đủ hẹn, vuốt râu của rồng. Mấy con có nghĩ thuộc có vuốt râu của rồng không? Thế vì đề trong hãng, tại Xích Long với Bạch Long ở chung sư phụ mà, thì cái râu của ổng á, ngày nào thuộc cũng ra vuốt vuốt chùi chỗ mà mình để cắm nhang á. Mấy con có vô hãng thuộc thấy đúng không? Ờ, cho nên cái này là đúng, vuốt râu của rồng.
Nhưng mà khi người ta đọc á, người ta không có tưởng tượng, người ta tưởng đâu cái này là huyền thoại. Cho nên hôm nay Thu đọc để mà dịch từ câu luôn nè. Âm thầm chuyển pháp các vua. Có phải là âm thầm không? Pháp là cái gì? Pháp là cái triết lý sống ở đời. Có nhiều người á, nói ta phải cung kính, mặc áo vàng, áo chàng, rồi phải khiêm tốn, phải im, ai làm gì làm. Có ba cục hột sòn á, thì người nào cũng thứ tư ai hỏi là phải cho, không cho là phá giới tất cả. Đó là Bồ Tát giới của bên đạo Phật. Chứ không có. Đời cho nó đúng đời, đạo cho đúng đạo. Có phải là chuyển pháp các vua không? Mà lại thực tế, mình đi làm, mình tu ở trong cái tâm, mình mặc áo sơ mi mình tu. Chứ không phải, bữa nay tôi mặc áo chàng, nghe là bữa đó tôi hiền được có ngày. Còn mấy ngày kia tôi không mặc áo chàng rồi tôi như bà điên. Mấy Phật tử kiểu như vậy đó. Còn tôi vô nhà thờ chiều chủ nhật đường tiếng, là ai nói thì nói, nhưng mà thật sự ai cũng canh cái đồng hồ á, để coi ông cha nói xong lẹ để tôi đi ra. Còn chú Hữu ngồi nói nãy giờ 3 tiếng mấy con đâu có canh đồng hồ đâu. Nó khác nhau nhiều lắm. Phật tử á, ngày nào vô chùa khóa tu là tưởng đâu ta hiền, còn ra khỏi đó cởi áo tràng xuống thành bà điên liền á. Chúng ta sẽ không có như vậy. Đời sống tương lai chúng ta đó là mặc áo thường, đi làm bình thường, nhưng mà chúng ta sửa từ ở trong tâm thì mới gọi là âm thầm chuyển pháp các vua đó. Vua là các đạo đó. Âm thầm chuyển pháp các vua, hòa bình khai mở, muôn vân muôn dân an lành. Ở cái thời đại chiến tranh khắp toàn cầu mà lúc nào cũng có câu hòa bình khai mở, rồi thời thượng vương thánh đức, an cư lạc nghiệp, nước Việt cường quốc, vân 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 vân. Con nghe giống như là một cái bánh vẽ khổng lồ mà với một đống người mà đang đói không, một cái ba đó trước mắt vậy đó. Nhưng mà nó lại là thật. Nhưng mà năm năm nay thụ Phong lên nói, cả dân tộc Việt Nam bây giờ cũng chả biết tương lai mù mịt như thế nào. Chuyện nó chưa xảy ra nhưng mà thấy là đã an ủi được cái tinh thần trong lúc này của mọi người rồi. Pháp thiên cơ chuyển xây vần, nông thương công mãi đủ đường ấm no. Tức là sau này tất cả các ngành nghề đều giàu có hết trên nước Việt. Đến khi kết cuộc rõ ràng, kết cuộc tức là ngày thủ đăng cơ á, giật mình mới biết mình quen lâu rồi. Trời ơi lúc đó đã từ năm 2017, từ cái mặt của sư phụ còn non không, chưa có tóc mũi tiêu quá không, chưa có wrinkle sau Covid. Trời ơi chắc ai cũng post hình lên trên mạng đầy luôn. Giật mình mới biết mình quen lâu rồi. Hồi nãy trong kinh Khải Huyền cũng có nói á, là ai cũng biết tên nhưng mà cũng chẳng có biết ngài là ai, là cũng giống như thế này. Giật mình mới biết mình quen lâu rồi, dạng hình ai cũng biết tên, cho rằng điên loạn nói lời thị phi. Mấy con nghĩ thù có điên loạn không vậy? Trời ơi, nói năm năm nay nói người ta ghiền, mà nói tới mấy chục triệu người bây giờ đeo dấu thiên tâm, cả bộ trưởng bộ công an cho tới quân đội cũng đeo dấu thiên tâm. Chỉ có người điên mới nói thù điên. Chỉ có người mà trình độ học thức không tới, không có nghiên cứu, ào ào vô hộ độ á, cho nên mới rẻ mới khinh, nhờ đó mà sống đến ngày hôm nay. Đến đây mới biết là ai, vì sao ẩn hiện không ra độ đời. Đúng như cái câu nói hồi xưa đó, cái hồ mở chùa năm 2007, hy sinh một cái gia đình mở ra cái chùa, mình tính đi tu, mà Phật tử là chửi mình, lại cứ chạy theo mấy cái a vua a nịnh không à. Mà trong khi không có bà nào á mà không mang ơn cho phụ. Từng nào phụ cũng bỏ ra mười mấy hai chục nghìn nấu ăn, lo này lo kia, lo mua bồ đòn, sợ mấy bà ngồi dưới gạch đau rồi in kinh, ô làm đủ chuyện hết. Mà mấy bà mới chửi mình vẫn có chửi à. Rồi mỗi lần đó tới lúc phụ lo, mỗi một lần khóa hội phải lo microphone cho nó ngon lành. Cái đó cũng là một công việc rất là stressful đó. Cho ông thầy ông nói đừng có bị trouble student. Nó lúc mà đói á, phải ăn trước phải lo microphone. 11 giờ mình ra mình kiếm gì trong nhà bếp mình quẹo quẹo mình ăn, bị mấy bà kịp chưa được ăn, thầy chưa có ăn sao con ăn. Bất kính, làm bao nhiêu công đức đi đốt hết.
rồi mới nón cái quê thà tôi chạy ra ngoài đầu đường ăn cái gì bậy bạ không, mà lần nào á mình đói sẵn trong nhà bếp sát bên đi nó mất thì giờ bị chửi hoài. Cái mỗi lần mấy ông thầy ăn rồi á mà đợi mấy ông ăn á là ít nhất cũng là một tiếng hai tiếng mới xong. Để mà ông ăn rồi á, thưa thầy ăn dư nè con ăn đi cho có phước. Rồi bây giờ mình mới hiểu được mấy ông đó toàn là cốt heo cốt bò không à. Đâu có hào quang gì đâu, mà mấy ông ăn rồi á là mình mới ăn đồ ăn dư của mấy ông á là có phước. Cho nên tu bề ngoài không à. Mà ăn nói rồi là nhẹ nhàng, mấy đại chúng mà ẩm thực đồ đại khái dùng mấy danh từ thôi. Mà cuối cùng rồi á Phật tử chả có học được gì hết, chỉ học được cái cao ngạo thôi. Dành nhau sơ bịch cho ông thầy, bà này dành bà kia dành, đánh lộn nhau tới cuối cùng á có ông bà ẩm sư phụ đi luôn á, cạo gió ngay cạo luôn á. Trời ơi, mỗi lần một ông thầy mà bị một bà Phật tử mà ẩm đi á, chùa bị chửi gần 3 năm. Hồi xưa thầy ông lai phải không, lấy sao hòa thượng lấy siêu. Ông nào mà được bị mấy bà mà ẩm đi rồi á là nó ra chuyện nó đuổi thầy. Tại sao ông nói là sư phụ mình nó im ấm vui vẻ, ở đâu có nói vậy, nhưng mà cứ nói là mình đuổi ổng không, bị oan ức. Tới ngày hôm nay cũng vậy, cả cái làng Phật tử ở CNC này vô minh á, đến lúc mà hiểu rồi cái tự động mới mở quê cái gặp sư phụ kiệt khỏe không vậy thôi à, chứ hồi xưa chửi quá trời luôn. Mà đến lúc hiểu chuyện rồi là cũng quê lại gì không về chùa luôn á, là đi chùa khác phải không, tại xưa chửi nhiều quá. Mà mỗi một chuyện mà xảy ra không có nghiên cứu kỹ lưỡng, rồi đến lần nghiên cứu xong á là mấy năm sau là mới biết. Chỉ có 7 là biết rõ câu chuyện, mà 7 nhát, 7 không có dám thành mình thành ngài cho sư phụ. 7 mình á ở trong đó đâu là 7 đâu, phải ngồi đây nè, ở trong chùa từ đầu biết rõ hết chuyện á. Bà này dụ thầy kia rồi cạo gió cho thầy nọ vậy mà bảy không chịu lên tiếng, đỡ cho mình bị chửi oan. Mà chửi mười mấy gần 20 năm nay thì thôi là cái mặt dày rồi cho chửi luôn, thật sự ô chả có làm gì hết. Chuyện thiếu lâm thiệu đến đây muốn biết là ai, vì sao ẩn hiện không ra độ đời, thương cho sanh chúng ô mê, hiện ra chỉ có phụ người mà thôi. Đường tu sanh chúng luôn mờ, mê mà chấp pháp kẹt đời làm sao. Cho nên ẩn ẩn mờ mờ, khuyến cho sanh chúng tịnh tu mau thành. Ây là Phật, hôm nay nói cũng hơi nhiều, tại vì đọc sấm cơ làm một cái clip thì xin tóm lại bữa nay. Tại sao phải đọc sấm cơ bữa nay? Tại vì hiện bây giờ cái trình độ của những người trí thức và những cán bộ cao cấp, những người giàu bắt đầu chú ý đến sư phụ. Họ cũng còn cái ngã bự lắm, tại họ giàu có. Cho nên những đứa đệ tử mà đã theo sư phụ 5 năm này, dĩ nhiên mấy cái này mấy con biết hết. Nhưng mà đối với họ đó là một cái chuyện mới lạ, một cái kênh nói về tâm linh và tiên tri rất là mới lạ. Thì phụ mới reverse lại, những cái này thù đã nói 5 năm về trước rồi, mà họ không có coi video 5 năm về trước đâu. Thà một cái video này mới của cái ngày hôm nay mà có thể độ được người ta, cho nên mấy con thông cảm nha. Chứ còn mà phụ nói lung tung họ càng lùng bùng cái lỗ tai nữa, nói lung tung giống như mình nói bình thường mấy tuần trước vậy đó, họ lại khó hiểu không. Thì có cái mấy cái này đi từ từ phụ sẽ nhiều nhắc. Cái đám nhà giàu và chức quyền này vô, tức là họ trong năm loại đó. Thì hôm nay đến thời đợi giai đoạn á, mình độ cái loại mà loại giàu có sân trước sân sau á. Ai là Phật xin tạm biệt và hẹn lại thứ 7 từ sau. Hôm nay là đủ rồi. Ví dụ căn bản tặng thường thường nó kết thúc với bản nhiệt.